màn đêm đen bảo phủ cả sa mạc không có ánh sáng không có đèn chiếu tất cả lặng lẽ tiến hành trong đêm tối chỉ có phía xa xa là một bầu trời đỏ lửa mang màu sắc của máu tanh một phút trôi qua ly tâm lặng lẽ ngồi trên xe jeep đỗ đầu tiên đằng sau cô là ba chiếc xe jeep người lái cũng đã ngồi sẵn ở vị trí chỉ còn lại nửa phút nữa nửa phút quyết định tề mặc liệu có thể thoát ra ngoài quyết định bạch ưng liệu có mở đường thành công tất cả đạn pháo của tề ra chỉ có thể bắn ra trong vài phút và giờ đây cũng đang ở những giây phút cuối cùng không một người nào lên tiếng cũng không ai tranh luận kẻ nào cần đi thì đi cần ở lại thì ở lại cần sông lên thì sông lên người của tề ra có trật tự hơn ly tâm tưởng tượng ai làm việc người nấy, họ tự giải quyết từ việc còn con chứ không cần ly tâm giải quyết. Những người ở lại đều yên lặng chờ đợi trong chiến hỏa, mộc tiểu thư, bên ta sắp không cự được rồi. Người đàn ông có vẻ đứng đầu nhóm người của tề gia ở đây lên tiếng báo cáo mặc dù anh ta không nói rõ nhưng ly tâm vẫn hiểu ý tất cả chờ đợi tề mặc nhưng đến lúc này vẫn không thấy bóng dáng hắn lão đại vẫn chưa lão đại không có ở đây lời của tôi là mệnh lệnh ly tâm cất giọng vô cùng lạnh lùng ngữ khí thể hiện quyền uy không dễ phản bác khiến người đàn ông sững sờ trong một hai giây sau đó anh ta gật đầu rút đi dặn dò đàn em do bị cát trắng tấn công và bị đặt thuốc nổ tòa kim tự tháp đẹp đẽ ở bên dưới đã bị phá hủy hoàn toàn một khi cả tòa kim tự tháp sụp xuống sẽ tạo ra một sức mạnh đáng sợ không ai biết kim tự tháp này rộng đến mức nào nhưng chắc chắn trên bề mặt ít nhất rộng cả trăm mét vuông nếu ở lại đây thì chỉ có đường chết tề mặc không phải anh ấy sẽ ra ngoài ông hãy kiên nhẫn một chút khúc vi cất giọng run rẩy ông ta còn chưa nói hết câu đã bị ly tâm lạnh lùng cắt ngang giọng nói của cô hàm chứa sự tin tưởng và kiên định tuyệt đối khúc vi cuộn chặt bàn tay thành nắm đấm ông ta bấm vào da mạnh đến nỗi đau đớn nhưng chỉ như vậy khúc vi mới có thể giữ một chút tỉnh táo ông ta không dám ngất đi không dám nghĩ đến chuyện tề mặc không thể ra ngoài ông ta phải tận mắt chứng kiến tề mặc thoát khỏi nơi đó ông ta phải tận mắt thấy cháu trai duy nhất của ông ta ra khỏi nơi quỷ quái đó ông ta không dám tin không bao giờ còn được gặp tề mặc nữa lời nói kiên định của ly tâm khiến khúc vi vững vàng một chút ông ta ngẩng đầu nhìn theo hướng mắt của ly tâm bên ngoài trời tối đen nên ông ta không thấy gì cả tuy nhiên niềm tin tuyệt đối toát ra từ ly tâm khiến sắc mặt vốn rất nhợt nhạt của khúc vi xuất hiện một tia ấm áp trong lòng ông ta cũng bớt thấp thỏm hỏa lực ngày càng ác liệt đây là cuộc đọ sức cuối cùng giữa hai bên người của Lam Bang đều là những tay lão luyện, nghĩ đến chuyện có thể tiêu diệt lão đại của tề ra ở nơi này, bọn chúng bất giác càng trở nên hưng phấn, đạn dược bắn ra ngày càng hăng, còn lại 10 giây cuối cùng. Ly Tâm vừa nhìn chiếc đồng hồ được chế tạo đặc biệt trên cổ tay vừa mở miệng thông báo lúc này cô cũng cảm thấy thân xe jeep hơi chìm xuống điều này có nghĩa là sự cân bằng ở dưới mặt đất đã bị phá vỡ tất cả đang phát triển theo hướng diệt vong tề mặc anh không còn nhiều thời gian nữa hãy đợi ở cửa động chuẩn bị cứu người nhìn thời gian trên đồng hồ đếm ngược những giây cuối cùng suy đoán tề mặc nhanh nhất cũng xuất hiện vào thời điểm này ly tâm ra lệnh cho người của tề ra không một tiếng trả lời chỉ có tiếng bước chân chạy thình thịch về phía cửa động cuộc tấn công bằng hỏa lực cũng đã ở những giây phút cuối người còn sống sót chuẩn bị rút lui đúng lúc này cửa động vốn yên tĩnh bỗng truyền đến tiếng bước chân chạy tiếng bước chân mang một sức mạnh tuyệt đối ly tâm không quay đầu nhưng cô có thể nghe thấy âm thanh lao sao đầy xúc động ở cửa hang, người ở bên trong nhanh chóng được kéo ra ngoài. Tề mặc là người chỉ cần có một phần trăm khả năng, hắn sẽ không bao giờ thất bại, tề mặc làm thế nào để thoát ra ngoài, hắn có bị thương hay không, đã giải quyết đối thủ chưa? Mặc dù có rất nhiều nghi vấn nhưng bây giờ ly tâm không có thời gian quan tâm đến điều đó. Việc duy nhất cô cần làm là rời khỏi nơi này, đợi đến khi thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm rồi tính sau, các anh còn lại 5 giây, nhanh lên. Ly Tâm đặt tay lên vô lăng, chân đạp lên cần ga chuẩn bị sẵn sàng. Tề mặc hai tay sách hai thuộc hạ chạy đầu tiên, nghe câu nói của Ly Tâm, hắn liền chạy đến chiếc xe jeep của Ly Tâm thấy đạn pháo nổ ầm ầm ở phía xa xa tề mặc nhíu mày hỏi kiệt chuyện gì tôi đã sắp xếp cả rồi anh mau lên xe đi ly tâm cắt ngang lời tề mặc hồng ưng và hoàng ưng ở đằng sau lập tức bay người vào chiếc xe jeep của ly tâm ánh mắt bọn họ lộ vẻ kinh ngạc khi lần đầu tiên có người dám ra lệnh tề mặc khúc vi sau khi nghe thấy tiếng tề mặc liền thở phào nhẹ nhõm rồi ngất đi trên ghế ngồi ông ta đã kiên trì quá lâu nên không thể gắng gượng thêm tề mặc không có một phản ứng nào trước mệnh lệnh của ly tâm hắn không phải người nhỏ nhen chỉ cần có năng lực hắn cũng không bận tâm đến việc nghe lời người đó hoàng ưng và hồng ưng vừa vào trong xe chưa kịp ngồi tử tế ly tâm lập tức rổ ga phóng vọt lên phía trước mấy chiếc xe jeep chở người của tề ra cũng lặng lẽ xuất phát theo sau ly tâm mẹ kiếp Trước mặt có người đấy, cô làm gì vậy? Hoàng ưng đưa mắt nhìn xung quanh, tứ phía đều có tiếng súng nổ. Có thể nhận thấy mấy chiếc xe Jeep hoàn toàn bị bao vây, bốn phương đều là kẻ địch, cứ xông lên như thế này chẳng phải tự lao vào chỗ chết hay sao, ly tâm hắng giọng ngồi yên đi. Đồng thời, Hồng ưng túm lấy tay Hoàng ưng bóp mạnh, Hoàng ưng lập tức hiểu ý Hồng ưng lão đại không lên tiếng có nghĩa hoàn toàn tin tưởng vào sự sắp xếp của ly tâm vậy thì bọn họ không có quyền nghi ngờ hơn nữa ly tâm cùng trên một con thuyền với bọn họ cô không có lý do nào đưa mọi người vào chỗ chết Hoàng Ưng chỉ là nghĩ Ly Tâm chưa từng trải qua tình huống này, anh ta sợ cô xử lý không tốt nên mới tỏ ra lo lắng, Hồng Ưng nói nhỏ, "Đưa cho tôi khẩu K95." Kiệt, người đang nhoài nửa thân hình ra ngoài cửa xe để quan sát tình hình trả lời, "Không còn đạn nữa, chúng tôi đã đưa hết vũ khí về khu vực Đông Bắc, có lẽ bên đó cũng chỉ có thể duy trì không đến 10 giây nữa." Tề Mặc đưa mắt nhìn về phương hướng Ly Tâm đang đi, là hướng ngược lại phía Đông Bắc tiếng đạn pháo kịch liệt và ánh lửa màu cam thắp sáng không trung dần ở lại phía sau lưng hồng ưng và hoàng ưng há hốc miệng khi nghe người đàn ông tên kiệt thông báo không có gì cả bọn họ đang lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm thế mà trong tay không có vũ khí hạng nặng vậy thì lấy gì để chống địch làm thế nào có thể đào thoát tất cả đều dõi theo phương hướng ly tâm đang đi không biết cô ly tâm này sắp đặt kiểu gì liều chết một phen không phải là tác phong của tề ra bọn họ ly tâm lái chiếc xe jeep lao thẳng về hướng tây bắc bánh xe ma sát trên cát vàng tạo ra tiếng động tuy nhiên do tiếng đạn pháo khá lớn nên thanh âm của đoàn xe ly tâm bị che lấp đèn xe không bật người của lam bang cũng không bật đèn pha ô tô hai bên đều hiểu đèn chiếu sáng trong đêm tối sẽ khiến bản thân trở thành mục tiêu của đối phương Tuy nhiên, đám Lam Bang đang bao vây cả khu vực không thể ngờ Ly Tâm lại to gan dám đi lẫn vào đội hình của chúng, nghe tiếng bánh xe ma sát trên mặt cát, Tề Mặc và Hồng Ưng nhận ra đó không phải là bánh xe của họ mà là của đối phương. Xe của đối phương chuyển động ở ngay bên cạnh, đồng thời tiếng chửi mắng của bọn chúng phảng phất như sát bên tai ly tâm không nói một lời nào do trời tối nên cô không nhìn rõ tình hình phía trước bây giờ điều duy nhất cô có thể làm là tin tưởng bạch ưng đã mở đường cho cô không tin cũng phải tin lúc này trong tay cô chẳng còn lá bài nào khác tề mặc phải rời khỏi đây nếu không chờ đợi họ là sự diệt vong chiếc xe jeep tiếp tục lao về phía trước những người trên xe đều không biết lúc nào sẽ đâm phải người của lam bang hay lúc nào bị đối phương phát hiện hiện tại ly tâm chỉ biết một điều duy nhất là kiên trì bình tĩnh và tiến lên tiếng xe ô tô ma sát trên cát liên tục vang lên đạn pháo vẫn tiếp tục bắn ở phía xa xa ly tâm biết số vũ khí còn lại chỉ có thể duy trì vài giây cô cần phải rời khỏi nơi này ngay lập tức hơn nữa mặt đất đã có hiện tượng sụt lún cô phải thoát khỏi trước khi quá muộn ly tâm nhíu mày đạp mạnh vào chân ga đẩy tốc độ xe jeep đến mức cao nhất cô không còn thời gian dù ở phía trước có người cũng phải xông lên gặp thần giết thần gặp phật giết phật ngồi ở đằng sau xe hai bàn tay hoàng ưng và hồng ưng chảy đầy mồ hôi lúc ở trong kim tự tháp bọn họ đã chứng kiến cảnh cát ở bên ngoài ùn vào khi cùng tề mặc chạy ra ngoài, cát dâng lên đến bắp chân, hai bức tường đá điêu khắc đẹp đẽ ở bên cạnh không ngừng nứt toát ra, bọn họ hầu như nghe thấy tiếng động của sự sụp đổ, hồng ưng và hoàng ưng thừa nhận do sự bất cẩn hay nói đúng hơn là sự ngu ngốc của bọn họ, tòa kim tự tháp đã bị phá hỏng kết cấu bên trong. Bây giờ kim tự tháp đang trong quá trình tự hủy diệt hủy diện và xóa sổ tất cả là một thủ đoạn bảo vệ lăng mộ của các phe rầu vào giây phút đó đám hồng ưng và hoàng ưng mới biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào những người ở bên ngoài không thể cảm nhận được nhưng bọn họ biết cảm giác bị chìm trong cát đáng sợ như thế nào vì vậy bây giờ chỉ còn một con đường duy nhất là sông lên phía trước, họ có thể bị mất mạng khi đối diện với kẻ thù, nhưng đứng nguyên tại chỗ họ cũng chỉ còn con đường chết, do đó đành phải sống mái một phen, mặc dù trong lòng hỗn loạn nhưng sắc mặt họ vẫn không hề thay đổi, đây chính là tố chất của người nhà tề gia, tố chất được tôi luyện từ gang thép, tất cả đều giữ sự trầm mặc tuyệt đối, ly tâm nhấn ga tăng tốc, cô bất chấp việc che giấu tiếng động mà phi xe với tốc độ nhanh nhất. Trong lúc lái xe, Ly Tâm cảm nhận thấy bánh xe ngày càng lún xuống, mặt đất như có một lực hút dính chặt lấy bánh xe, hai chiếc xe jeep ở đằng sau Ly Tâm thấy Ly Tâm tăng tốc độ cũng lập tức tăng tốc tiếng động phát ra từ hai chiếc xe đó tuy không lớn lắm nhưng chắc chắn khiến đối phương phát giác tề mặc hồng ưng và hoàng ưng nắm chặt khẩu súng trong tay họ sẽ chiến đấu đến cùng một khi bị phát hiện bây giờ họ không còn sự lựa chọn nào khác xe của ly tâm tiếp tục lao nhanh về hướng tây bắc xe của lam bang ở bên cạnh giường như va chạm vào nhau nếu không phải là ly tâm ra lệnh không được nổ súng trước những kẻ có thói quen ra tay trước để chiếm ưu thế như người của tề ra có lẽ bắn vào đối phương từ lâu xít lái chậm thôi đồ khốn khiếp hốt hoảng gì chứ sau tiếng xe va chạm là tiếng chửi mắng có điều hình như đối phương đang lái xe về một hướng khác hướng ngược lại bọn họ dù đối phương chửi rất thô bỉ nhưng chúng không hề động thủ tề mặc liền cau mày Thế này là thế nào? Người của Lam Bang cũng có kẻ vô dụng vậy sao, bị va chạm mà vẫn dễ dàng để bọn họ đi qua. Hình như bọn chúng đang không ngừng chuyển hướng, vụ này chắc chắn không phải tình cờ, tề mặc là người thông minh, hắn lập tức hiểu ra ý đồ của ly tâm. Nếu ly tâm không có hành động, đối phương cũng không xuất hiện sự hỗn loạn như lúc này, ly tâm không nghĩ ngợi nhiều, chỉ biết nắm chặt vô lăng rồi ga tiến lên phía trước. Xem ra Bạch Ưng không phụ lòng tin của cô, đã mở một con đường sống cho cô. Mặc dù vậy, không cần gọi điện thoại cho Bạch Ưng, Ly Tâm cũng biết, sự quấy rối chỉ có thể duy trì trong 30 giây, cô không có nhiều thời gian, trong khi người của Lam Bang chưa hoàn toàn hành động theo thông tin quấy rối, Ly Tâm không còn đợi được nữa, cô điên cuồng đâm vào phòng tuyến cuối cùng của Lam Bang, cảm giác phía trước mặt có một chiếc xe đang rẽ ngang, Ly Tâm không còn thời gian né tránh hoặc lái vòng qua, cô đánh tay lái, đâm vào đuôi chiếc xe ở đằng trước, xe Jeep phần đầu rất cứng nhưng phần đuôi Chống rỗng, bị ly tâm đâm mạnh, chiếc xe bị lật một vòng. Ly tâm lại nhấn ga lao vào sa mạc, xe của Lam Bang vừa bị đâm còn chưa kịp phản ứng, lại tiếp tục bị mấy chiếc xe ở đằng sau ly tâm hất đi rất xa chỉ trong giây lát cả đoàn xe của tề ra vượt qua vòng vây của lam bang lao vào sa mạc ngay trước mặt bọn chúng mặt đất bắt đầu sụt lún phát ra tiếng động mỗi lúc một lớn khiến bánh xe khó chuyển động ly tâm nghiến chặt răng điều khiển chiếc xe jeep đến cực hạn đám tề mặc không ai lên tiếng tất cả đều làm theo ý ly tâm vượt qua khỏi vòng vây của lam bang coi như có thêm cơ hội sống sót tuy nhiên bây giờ mới là lúc họ đối mặt với nguy hiểm thật sự Kim tự tháp có diện tích rộng bao nhiêu, đám hồng ưng không biết, nhưng tề mặc và ly tâm đã được chứng kiến. Chiều rộng của kim tự tháp ở dưới lòng đất khoảng 5-600 mét, chiều cao theo sự tính toán của khúc vi là hơn 1.000 mét. Kim tự tháp bị sụp đổ sẽ kéo theo mặt đất sụt lún, lực hút tương đối kinh hồn, Ly Tâm cảm thấy cô chưa bao giờ lái xe khó như vậy, bánh xe dường như bị hút mạnh xuống đất, cô tăng tốc độ lên 200 cây số nhưng xe chỉ có thể chạy 100 cây số, mặt đất không ngừng không ngừng tỏa ra sức mạnh to lớn kéo giật chiếc xe xuống bên dưới, đám Lam Bang ở tít đằng sau lưng cũng điên cuồng tháo chạy sau khi cuộc đọ sức với tề gia ở phía đông bắc kết thúc bọn chúng mới phát hiện mặt đất xảy ra bất thường tuy nhiên chúng chưa kịp phản ứng đất đã bắt đầu sụt lún chúng chỉ có thể lái xe toán loạn về bốn phương đồng thời không ngừng la hét kim tự tháp đang sụp đổ có lẽ là tòa lớn nhất trong số những kim tự tháp đã được phát hiện ở ai cập thuốc nổ cộng với biện pháp người ai cập cổ đại tự bảo vệ khiến kim tự tháp sụp xuống trong chốc lát không gian có độ cao cả ngàn mét đột nhiên bị thu nhỏ cát ở bên ngoài tràn vào như nước vùi lấp từng khoảng trống kazin là khu vực nằm ở trung tâm sa mạc mặc dù nơi này có nguồn nước nhưng cát vẫn chiếm đa số những gò cát cao cao bị một lực hút như những dòng sông nhỏ chảy về một chỗ với sức mạnh không ai có thể ngăn cản tuy nhóm của tề mặc và ly tâm không nghe thấy tiếng kêu thét thảm thương từ phía người của lam bang cũng không chứng kiến cảnh bọn chúng tháo chạy nhưng họ hoàn toàn có thể tưởng tượng ra lúc này tất cả mọi người mới bật đèn pha ô tô Hoàng Ưng quay đầu nhìn, thấy ánh đèn pha từ nhiều chiếc ô tô chiếu sáng một vùng, cát vàng đang cuồn cuộn bay về phía bọn họ, bên dưới mặt đất xuất hiện một hố đen ngòm, giống như con quái vật há to miệng trong đêm tối, chỉ trong giây lát, một số chiếc ô tô của Lam Bang ở đằng sau đột ngột bị miệng con quái vật đó nuốt chửng, ánh đèn pha sáng choang hoàn toàn biến mất, trả lại màn đêm đen và sự yên tĩnh tột cùng, Hoàng Ưng quay lại, gương mặt anh ta vẫn lạnh lùng vô cảm không một ai lên tiếng, bầu không khí trầm mặc tuyệt đối, chỉ còn lại tiếng bánh xe zip ma sát trên cát, sức mạnh của thiên nhiên đúng là vô cùng đáng sợ, cát chảy, đèn trước ô tô đã bật sáng, tề mặc đưa mắt nhìn xuống mặt đường, cát đang từ từ chảy về cái hố cực lớn ở đằng sau tề mặc liền đưa mắt sang ly tâm ngồi ở vị trí lái xe đừng hốt hoảng ly tâm không đáp lời cô biết lúc này có hoảng hốt cũng vô dụng cô tập trung tất cả tinh thần và sức lực vào cuộc chiến đấu với cát vàng nếu thắng lợi bọn họ sẽ sống sót còn nếu thua bọn họ sẽ bỏ mạng ở nơi này lão đại ly tâm mọi người đã thoát khỏi nơi đó chưa mau trả lời tôi đi tiếng bạch ưng đột ngột truyền đến chiếc hoa tai của tề mặc tề mặc nói lạnh lùng thoát rồi chú mau đi chuẩn bị đi bạch ưng thở phào nhẹ nhõm khi nghe giọng nói của tề mặc ly tâm thông báo với anh ta xong liền cắt đứt liên lạc anh ta tìm mọi cách vẫn không thể dò được tần số của cô vì vậy anh ta rất lo lắng không biết mọi người xảy ra chuyện gì bạch ưng lập tức trả lời bạch ưng rõ ạ à, lần này bạch ưng tuyệt đối không bỏ qua cho lam bang Nói xong, anh ta bắt đầu đi bố trí một số việc đối phó với Lam Bang, cát chảy mỗi lúc một nhanh, ly tâm vẫn giữ tốc độ ở mức cao nhất. Bánh xe jeep phát ra tiếng lạo xạo ghê người, và thân xe không ngừng lắc lư khiến sắc mặt những người ở trên xe đều rất khó coi một khi xe jeep xảy ra sự cố hay hỏng hóc mọi người chỉ còn nước xuống âm phủ xây dựng lại đế quốc tề ra thần sắc ly tâm cũng tương đối căng thẳng nhìn thấy một đồi cát rất cao ở phía trước mặt ly tâm nghiến răng đánh tay lái tiến lên đồi cát đó hoàng ưng và hồng ưng nhíu chặt đôi lông mày bây giờ không phải là lúc nên đi đường bằng phẳng sao tại sao ly tâm lại mất công sức leo lên đồi cát dốc thế này Tuy nghi hoặc nhưng hai người không tranh cãi với ly tâm, họ biết về phương diện xe cộ cô dành hơn họ nhiều, cô quyết định chọn con đường này là có ý của cô. Hoàng ưng và hồng ưng nắm chặt thành cửa xe, xe jeep bắt đầu dựng đứng thành góc 50 độ, đồi cát vô cùng lớn, xe của ly tâm nhích từng tí một, hoàn toàn trái ngược với tốc độ lao vùn vụt khi nãy mặc dù vậy ly tâm vẫn ngoan cố phóng lên cát chảy từ từ bị bỏ lại phía sau tốc độ ô tô tăng dần dần tuy nhiên tư thế dựng đứng của chiếc xe khiến mọi người không khỏi dựng tóc gáy nhất định phải leo lên đỉnh gương mặt ly tâm càng trở nên nghiêm túc khi đỉnh đồi đã hiện ra ở trước mắt nhưng xe không lên nổi cô hung hăng dùng hết sức nhấn ga lên hoặc xuống tiến hoặc lùi nếu không tiến về phía trước thì chỉ có thể lùi lại không còn sự lựa chọn nào khác ly tâm gạt thẳng cần điều khiển về đằng trước đánh vô lăng chiếc xe jeep gầm một tiếng sông lên đỉnh đồi ly tâm thở một hơi dài nhẹ nhõm giữ nguyên tốc độ đi xuống dốc ở đằng sau mấy chiếc xe cũng leo lên được đỉnh đồi và điên cuồng lao xuống an toàn rồi ly tâm gạt mồ hôi trên mặt tiếp tục lái xe jeep đi càng xa càng tốt tề mặc nhìn xuống dưới mặt đường thấy cát không còn chảy nữa sa mạc rộng lớn và bằng phẳng như lúc trước đất ở đây cũng không có dấu hiệu bị sụt lún tất cả chỉ còn lại sự yên tĩnh tuyệt đối đồi cát cao ngất ở đằng sau đã ngăn chặn của sự sụt lún bởi vì cả đồi cát có khả năng lấp đầy cái động trống rỗng ở dưới lòng đất tất cả mọi người ở trên xe lúc này mới thở phào ly tâm quả nhiên là người có bản lĩnh nhiều lúc không phải tốc độ mà là đầu óc quyết định tất cả tề mặc hơi gật đầu giơ tay vuốt nhẹ tóc ly tâm mấy chiếc xe jeep ở đằng sau đang phóng như bay xuống dốc không giữ nổi thăng bằng liền lật nhào người của tề ra ở trên xe thấy tình hình không xong liền nhảy ra khỏi xe cuộn vài vòng trên đất đi thêm một đoạn chiếc xe của ly tâm đột ngột chết máy và không thể nhúc nhích nó chính thức trở thành sắt vụn ly tâm tựa người vào thành ghế phía sau nói nhỏ những chuyện còn lại các anh tự giải quyết hồng ưng không đợi ly tâm mở miệng đã mở thiết bị thông tin mang theo bên người bắt đầu nối liên lạc ly tâm quay sang nhìn khúc vi đang hôn mê bất tỉnh nếu không nhờ hoàng ưng ở đằng sau giữ chặt người ông ta không biết trong cuộc đào thoát thân thể khúc vi đã bị bắn đi phương nào bây giờ cả người ông ta không còn một chút sinh khí ly tâm biết bọn cô có thể đợi nhưng khúc vi không thể đợi thêm ông ta cần cấp cứu càng sớm càng tốt tuy nhiên cô tin tưởng vào khả năng làm việc của đám hồng ưng Ly Tâm ngẩng lên nhìn bầu trời, đêm tối ở sa mạc vô cùng lạnh lẽo. Vừa rồi do quá căng thẳng nên cô không để ý, bây giờ cô mới thấy giá buốt vào tận xương tủy. Ly Tâm liền nhảy xuống xe, đi đến bên tề mạc tề mặc liền giơ tay ôm ly tâm vào lòng dùng thân hình to lớn của hắn sưởi ấm cho cô xung quanh là một bầu không khí vô cùng yên tĩnh nhưng ly tâm biết đây là điểm báo trước một cơn phong ba bão táp sắp ập đến theo những gì xảy ra ngày hôm nay có lẽ tề gia và lam bang chính thức bắt đầu cuộc chiến máu lửa một chiếc máy bay nhanh chóng xuất hiện, lập tức đưa tất cả mọi người rời khỏi Ai Cập trở về nước Mỹ. Vài ngày sau, tại đại bản doanh của Tề gia, Ly Tâm đi dạo bộ tới một ngôi biệt thự nằm ở góc hẻo lánh nhất. Cô thấy Khúc Vi đang chậm rãi giơ hai tay tập thể dục trong vườn hoa. Ly Tâm đưa mắt quan sát, sau khi tắm rửa sạch sẽ, Khúc Vi cũng đã trở lại bộ dạng con người. Ông ta có gương mặt trẻ trung, lại mặc đồ thể thao nên nhìn không ra ông ta đã ngoài 40 mà giống một người đàn ông tràn ngập ánh mặt trời, Hi Tiểu Ly Tâm. Khúc Vi đang bận tập thể dục, ông ta tươi cười chào hỏi khi thấy Ly Tâm tiến lại gần, Ly Tâm lườm Khúc Vi, không biết nói với ông ta bao nhiêu lần rồi, chỉ cần gọi tên cô là được, sao ông ta cứ thích thêm chữ tiểu vào đằng trước, nghe kỳ cục chết đi được tuy nhiên nhìn bộ dạng vui vẻ và thân thiện của khúc vi ly tâm không nỡ tạt gáo nước lạnh cô chỉ nói lạnh lùng ông vẫn chưa chết khúc vi mỉm cười ra hiệu ly tâm đi đến ngồi xuống bên cạnh ông ta diêm vương không chịu thu nhận chú thì chú còn cách nào khác ngừng lại một lúc khúc vi mỉm cười dịu dàng với ly tâm cháu ngoan mau gọi một tiếng chú đi ly tâm lập tức dừng bước cô nghi ngờ hôm nay đến thăm khúc vi có phải là một hành động sai lầm khúc vi hình như tiên liệu được phản ứng của ly tâm ông ta thân thiện vỗ vai ly tâm rồi kéo cô đi đúng thái độ của bậc trưởng bối đối với hậu bối không ngờ tiểu ly tâm lại đến thăm chú chú rất vui Khúc Vi đi tập tĩnh kéo Ly Tâm vào trong ngôi biệt thự. Đợi đến khi cô ngồi xuống ghế, ông ta lại tươi cười nhìn cô, thấy Khúc Vi sưng hô rất tự nhiên, Ly Tâm cau mày nói, "Lúc đó là tôi tùy cơ ứng biến, ông có biết không?" "Ông đừng hễ mở miệng là chú này chú nọ, cứ như thân thiết lắm ấy." Khúc Vi chớp mắt nhìn Ly Tâm, "Cháu muốn nói gì?" chú không phải là người trung quốc nên không hiểu ý cháu ly tâm hết nói nổi cô sử dụng thành ngữ với một người anh quốc ông ta hiểu được mới lạ cô liền hít một hơi rồi lên tiếng giải thích tôi không có ý định nhận ông làm chú do tình hình lúc đó khẩn cấp nên tôi mới nói như vậy tôi không hề có hứng thú với chuyện tự nhiên xuất hiện một bậc trưởng bối sen vào cuộc sống của tôi cô làm trẻ mồ côi bao nhiêu năm nay đã sớm quen một thân một mình ly tâm cũng không có nhu cầu tìm người thân vì vậy khi nghe khúc vi xưng hô chú với cô cô cảm thấy rất kỳ quặc khúc vi liền thay đổi sắc mặt nhìn ly tâm bằng ánh mắt ai oán người trung quốc có câu quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy có nghĩa là một lời nói của người quân tử bốn con ngựa khó đuổi ở thời cổ đại một xe ngựa có bốn con ngựa kéo nên chạy rất nhanh ly tâm tức giận chừng mắt với khúc vi vừa rồi ông ta còn tỏ ra không hiểu bây giờ lại đáp trả cô bằng một câu thành ngữ kinh điển đối diện với gương mặt giả bộ oán trách của khúc vi ly tâm không thèm mở miệng cô thấy không ai đi thăm ông ta nên mới có lòng tốt đến đây nào ngờ bị ông ta đùa giỡn cô chẳng có hơi sức theo hầu mấy trò của ông ta thấy ly tâm đứng dậy chuẩn bị ra về khúc vi vội kéo tay cô mỉm cười nói nghiêm túc ở lại đây nói chuyện với tôi một lúc đi người của tề gia bị tiểu mặc huấn luyện ai nấy đều mặt mày lạnh lùng kiệm lời một mình tôi ở đây chán quá ly tâm im lặng nhìn khúc vi ông ta chỉ tay xuống ghế ngồi đi tôi buồn chán thật đấy gương mặt khúc vi lộ vẻ chân thành buồn chán ông ta dùng từ này rất đúng sống ở tề gia quả thật vô cùng tẻ nhạt không phải trước kia mà ngay cả bây giờ ly tâm cũng công nhận tề ra buồn chán chỉ có điều cô đã quen nên không mấy bận tâm về chuyện đó phát hiện tay chân khúc vi vẫn chưa linh hoạt lắm ly tâm liền quay lại ngồi xuống vết thương của ông đã đỡ chưa ly tâm đề cập thẳng vào mục đích chủ yếu của cuộc viếng thăm ngày hôm nay khúc vi mỉm cười gật đầu đỡ nhiều rồi nhưng do không kịp thời chữa trị cánh tay không còn linh hoạt như trước viên đạn trúng vào đầu vai của ông ta không được xử lý ngay sau ba ngày xuất hiện tình trạng da thịt ở xung quanh vết thương bị hủy hoại nghiêm trọng nếu không nhờ có bác sĩ hàng đầu như lập hộ và thiết bị y tế tiên tiến nhất của tề ra chỉ e là cánh tay bị thương của khúc vi sẽ bị phế bỏ trong khi đó chân ông ta chỉ bị chật khớp chứ không phải gãy do đó vài ngày sau khúc vi có thể xuống giường đi lại tuy nhiên do cơ thể vẫn còn suy yếu nên ông ta di chuyển tương đối chậm chạp ly tâm cũng gật đầu ông hãy thường xuyên tập luyện sau này chắc không sao đâu tôi nghe lập hộ nói vậy đấy khúc vi cười cười cháu không cần an ủi tôi tôi không để ý đến vết thương nhỏ này đâu tôi cũng không chỉ dựa vào đôi bàn tay kiếm cơm à đúng rồi cháu đến thăm tôi còn tiểu mặc dù Khúc Vi không nói hết câu nhưng Ly Tâm hiểu ý ông ta, bắt gặp ánh mắt chờ đợi của Khúc Vi, Ly Tâm vừa sờ mũi vừa trả lời, sau khi về đây, lão đại lại đi Italy ngay, chắc bây giờ anh ấy đang thương lượng với Chewen chuyện gì đó, tôi đoán có lẽ là vấn đề liên quan đến Lam Bang, vì vậy hiện tại anh ấy không có mặt ở Tề Gia, ánh mắt Khúc Vi hơi tối lại, nhưng ông ta lập tức trở lại bình thường, sao cháu không đi? cháu không phải là thuộc hạ của tiểu mặc sao vừa nói ông ta vừa đưa mắt nhìn chiếc nhẫn trên tay ly tâm ly tâm nhíu mày không chỉ có ông bị thương đâu tôi cũng là bệnh nhân bây giờ đi bộ bụng vẫn còn hơi đau tôi đi theo anh ấy làm gì tôi cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng lúc ở trong kim tự tháp bị kéo đi kéo lại vùng bụng của ly tâm cuối cùng chảy nhiều máu vô cùng đau rát Hiếm có dịp tề mặc không đưa cô đi theo mà để cô ở lại nghỉ ngơi, khúc vi cất giọng đầy lo lắng, cháu bị thương ở đâu, bây giờ thế nào rồi? Tuổi còn trẻ phải cố gắng giữ gìn sức khỏe, cháu là phụ nữ càng phải chú ý hơn. Lúc tỉnh lại từ trong cơn hôn mê, Khúc Vi phát hiện ông ta đang ở đại bản doanh của Tề Gia. Ngôi biệt thự ông ta tĩnh dưỡng ngoài lập hộ và một người hầu không thấy bóng dáng một ai khác nghe lập hộ kể chuyện đám tề mặc thoát khỏi nguy hiểm như thế nào khúc vi cảm thấy rất khâm phục ly tâm ly tâm lắc đầu không sao đâu hiếm có người thật lòng quan tâm đến cô ly tâm bất giác nở nụ cười nhìn lên nhìn xuống thấy ly tâm đúng là không bị làm sao khúc vi gật đầu không sao thì tốt rồi nhưng khi nào cùng tiểu mặc đi ra ngoài cháu nhất định phải chú ý an toàn thân thế và địa vị của tiểu mặc khiến những người ở xung quanh nó dễ lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm, cháu hãy học cách tự bảo vệ bản thân, câu nói của khúc vi đi thẳng vào lòng ly tâm. Ở bên cạnh tề mặc đúng là rất nguy hiểm, mạng sống của cô đã đi mất 8-9 phần. Lần này tề mặc đột nhiên đi Italy, chắc chắn là đi gặp thủ lĩnh mafia Chewen nhưng tại sao hắn lại gấp gáp như vậy hay là hắn không muốn ở cùng một chỗ với khúc vi có lẽ khả năng này không lớn tề mặc không phải loại người nhỏ nhen nếu vậy thì khả năng lớn nhất là hai bên thương lượng biện pháp đối phó lam bang một trận phong ba bão táp lại sắp nổi lên tính mạng của cô lại bắt đầu bị đe dọa khúc vi không rời mắt khỏi ly tâm ông ta chống cằm nhìn ly tâm rồi cất giọng đầy nghi hoặc ly tâm tôi cảm thấy rất kỳ lạ từ trước đến nay tiểu mặc luôn căm ghét phụ nữ tại sao cháu lại là ngoại lệ cháu hãy nói cho tôi biết đi tôi thật sự muốn biết ly tâm lườm khúc vi tôi cũng muốn biết tại sao tôi là trường hợp ngoại lệ đồng thời tôi cũng rất hiếu kỳ tại sao lão đại ghét phụ nữ đến như vậy về những phương diện khác của tề mặc ly tâm hoàn toàn không quan tâm tề mặc tại sao là con ngoài giá thú làm thế nào để ngồi lên vị trí lão đại trong quá trình đó hắn trải qua những khó khăn gì ly tâm không hề cảm thấy hiếu kỳ dù sao tề mặc đạt đến vị trí ngày hôm nay cũng do bản lĩnh của hắn chỉ riêng tính cách đặc biệt không gần gũi phụ nữ là cô tò mò từ lâu khúc vi thấy ly tâm nhìn ông ta bằng ánh mắt đầy vẻ hiếu kỳ sắc mặt ông ta trầm lại ánh mắt lóe lên một tia thương xót ly tâm mở miệng nếu không tiện coi như tôi chưa hỏi mặc dù muốn biết nhưng cô không phải là người thích chạm vào nỗi Đau của kẻ khác, Khúc Vi lắc đầu, cũng chẳng có gì không tiện, nếu cháu muốn biết, tôi sẽ kể với cháu. Trầm mặc một lúc, Khúc Vi thở dài, trong xã hội, hai giới Bạch đạo và Hắc đạo luôn vạch ranh giới rất rõ ràng. Mặc dù đôi lúc thế lực và hành vi có hỗn tạp nhưng giữa gia tộc hào môn của hai bên tuyệt đối không có chuyện liên kết hôn nhân. Đây là quy tắc được hai bên mặc nhận từ lâu, tề ra là nhà sản xuất vũ khí, đồng thời là thế lực đứng đầu được giới hắc đạo công nhận. Khúc gia chúng tôi tuy không phải là gia tộc hàng đầu bạch đạo, nhưng cũng là hào môn xuất thân từ giới quý tộc Anh Quốc, chuyện chị gái tôi sao lại dính dáng đến bố tề mặc vì quá xa xôi rồi nên tôi không nhắc đến nữa. Tuy nhiên, đến lúc sinh tề mặc, chị gái tôi cũng không thể bước vào cửa tề ra. Trong khi đó bố tề mặc vì thủ đoạn của lão đại tề gia năm đó buồn phải cưới một người phụ nữ của một danh gia vọng tộc khác thuộc giới hắc đạo, ân oán hào môn là tình tiết vô cùng cũ kỹ nhưng vẫn liên tục diễn ra và thời nào cũng có người lao đầu vào, chỉ một chữ, tình, hại không ít người. Nghe đến đây, ly tâm bất giác lắc đầu, thấy ly tâm lắc đầu, khúc vi không hiểu sao cũng lắc đầu theo cô ông ta nhớ lại năm đó trong gia tộc có rất nhiều người khuyên giải nhưng chị gái ông ta vẫn cứ lao ra ngoài mà không hề quay đầu ánh mắt chị gái ông ta lúc đó rất kiên trì không cho người khác cơ hội ngăn cản cũng không cho bản thân một con đường rút lui khiến cuộc đời kết thúc trong bi thảm ngừng một lát khúc vi nói tiếp chị gái tôi là một người ngoan cường chị ấy không đi tìm tề ra cũng không quay về khúc ra mà sống một mình ở bên ngoài cùng tề mặc Chị ấy chịu nhiều khổ cực do áp lực từ tề gia và sự quấy rối của những người cho rằng chị ấy làm mất mặt khúc gia. Do đó năm tề mặc 3 tuổi, chị ấy qua đời vì bạo bệnh, chị gái tôi ngoài tôi ra không còn một người thân hay người bạn nào nguyện gần gũi chị ấy. Chị ấy không có người quan tâm, tề mặc càng không có người chăm sóc. Tôi lại ở quá xa, không thể ngày ngày ngồi máy bay đi chăm sóc chị ấy bố tôi thấy tôi còn quan hệ qua lại với chị ấy liền cắt nguồn tài chính của tôi tôi không có tiền nhưng không yên tâm để chị ấy ở bên ngoài vì vậy tôi đã mất hai ngày cầu xin chị ấy cùng tôi trở về khúc gia nhưng tôi không ngờ chính tôi đã đẩy chị tôi vào chỗ chết nói đến đây, khúc vi hơi nghẹn ngào, ông ta dừng lại trong giây lát, ly tâm im lặng lắng nghe. từ trước đến nay cô không hề biết hai giới hát bạch lại có quy tắc như vậy. cô không biết hát bạch thần túy lại coi nhau như kẻ thù. có lẽ do mỗi bên đều có niềm kiêu hãnh riêng, vì vậy họ mới tuân thủ quy tắc một cách nghiêm ngặt không may là câu chuyện của tề mặc lại rơi đúng vào gia tộc có lịch sử cả trăm năm như tề gia và gia tộc hoàng thân quốc thích như khúc gia thảo nào hai bên không ai nhân nhượng ai khúc vi tiếp tục mở miệng những chuyện khác tôi không nói nhiều nhưng cháu có thể tưởng tượng người làm mất thể diện của cả gia tộc khi quay về nhà sẽ bị đối xử như thế nào phỉ nhổ chửi rủa cô lập gây thị phi chuyện gì người nhà tôi cũng có thể làm ra Tôi không hề biết hóa ra người cùng một nhà có thể đối xử với nhau như vậy, chỉ vì thể diện mà có kẻ ra tay bóp chết người cùng huyết thống với mình, chị gái tôi ốm nặng, nhưng khúc ra mặc kệ, đến bố mẹ ruột cũng không hề đả động tới. Buồn cười thật, hóa ra thể diện còn quan trọng hơn cả con gái. Lúc đó tôi mới mười mấy tuổi, vừa chăm sóc tiểu mặc vừa chăm sóc chị gái tôi, còn phải đối phó với thủ đoạn của người nhà tôi cố gắng làm tất cả mọi việc nhưng cuối cùng đến một việc cũng chẳng làm tốt nói đến đây khúc vi đột nhiên đấm mạnh tay xuống bàn ly tâm nhíu mày cô có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó vì vậy cô mới cảm thấy người thân chẳng có gì tốt như cô là trẻ mồ côi lại hay người nhà như vậy thà không có còn hơn khúc vi nghiến răng nói khi tôi không ở nhà tiểu mặc chịu khổ như thế nào tôi không biết tôi chỉ nhớ có một lần tôi để quên đồ nên đột ngột từ trường trở về nhà bắt gặp cảnh tiểu mặc trần chuồng bị trói trên ban công ở tháp chuông giữa mùa đông giá lạnh một đám phụ nữ đứng quanh người nó cười ha hả tuyết tan chảy trên người nó hòa lẫn máu tươi trông rất đáng sợ tôi không nhớ tôi xông lên ôm tiểu mặc như thế nào nhưng tôi còn nhớ rõ tiểu mặc không hề khóc đôi mắt vốn ngây thơ lanh lợi của nó lạnh đến mức ghê người Lúc tôi ôm nó quay về phòng, nó thều thào nói với tôi, đừng nói cho mami cháu biết, sau hôm đó tôi mới biết, đám chị em gái họ của tôi, thậm chí cả chị gái ruột khác của tôi đối xử vô cùng tệ bạc với tiểu mặc. Chị gái tôi dù sao cũng là người của khúc gia, tại sao bọn họ có thể làm chuyện quá đáng như vậy? Bọn họ nói tiểu mặc là người của tề gia, là nghiệt chủng đến tề gia cũng không thèm nhận vì vậy họ cười nhạo mắng chửi thậm chí châm kim vào người giày vò thân thể tề mặc lúc đó tôi mới phát hiện trên thân hình bé nhỏ của tề mặc chỗ nào cũng có vết thương vết sưng tấy vết roi đánh khiến tôi không dám nhìn cháu hãy tưởng tượng một đám phụ nữ vây quanh một đứa trẻ ba tuổi cười nhạo châm biếm thân thế cơ thể thậm chí cả giới tính của nó bọn họ đánh đập và ra sức nhục mạ nó Đàn ông của khúc gia vì thể diện nên không ra mặt, chỉ sai khiến đám đàn bà và trẻ nhỏ ra tay. Đúng là hài hước thật, khúc vi đột nhiên hừm một tiếng, ánh mắt đầy vẻ phẫn nộ và chán ghét, đây mà gọi là quý tộc, mà gọi là thục nữ. Trung Quốc có câu, lòng dạ đàn bà hiểm độc nhất, câu này không sai chút nào tôi không thể hiểu nổi tại sao bọn họ có thể ra tay và nói những câu tàn nhẫn đến vậy chẳng khác gì mấy mụ bán cá ngoài chợ thế mà họ tự xưng là quý tộc đấy ha 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 đây chính là bộ mặt thật của giới quý tộc bỏ đi lớp áo ngoài đẹp đẽ bên trong chỉ là thứ dơ bẩn nhất ly tâm vô cùng kinh ngạc cô mở to mắt nhìn khúc vi cô chưa bao giờ nghĩ tề mặc trải qua những chuyện này lúc đó hắn mới chỉ là một đứa trẻ ba tuổi bọn họ phải nhẫn tâm đến mức nào mới hành hạ hắn kiểu đó ly tâm liền trầm mặc hồi lâu khúc vi dừng lại ổn định tâm trạng ông ta đưa ánh mắt đỏ hoe ra ngoài cửa sổ chị gái tôi là người thông minh chị ấy nằm trên giường bệnh không thể động đậy nhưng không có nghĩa chị ấy không biết gì chị ấy chỉ là không thể phản kháng chị ấy không có năng lực đó vì vậy chị ấy mới ngày một yếu đi sau những chuyện này tiểu mặc từ một đứa trẻ hoạt bát đáng yêu ngày càng trở nên lầm lì ít nói ánh mắt ngày càng lạnh lẽo ngoài tôi ra nó không nói chuyện với bất cứ người nào khác ở khúc gia về phần tôi sau khi phát hiện ra tiểu mặc ở nhà bị hành hạ đi đâu tôi cũng dẫn theo tiểu mặc dù đến trường tôi cũng mang nó ở bên mình nhưng tôi nghĩ đã quá muộn, tiểu mặc ghê tởm phụ nữ kể từ lúc đó, nỗi căm hận đã găm đến tận xương tủy, khiến nó không còn muốn động chạm đến phụ nữ, ly tâm không lên tiếng, chậm rãi tựa người vào thành ghế sofa. Trong lòng cô cảm thấy hơi đau xót, không biết có phải là thương cảm hay là gì, cô chỉ biết trong lòng có cảm giác chua xót. Hóa ra là vì nguyên nhân này, Tề Mặc mới có quy tắc cổ quái như vậy, mới không gần gũi nữ sắc. Tề Mặc hóa ra anh còn không dễ dàng bằng tôi. Ly Tâm đặt tay lên ngực, đúng vị trí trái tim. Chua xót quá, đến mức cả người cô không còn chút tinh thần, Ly Tâm cất giọng lạnh lùng, nếu đổi lại là tôi, e rằng tôi sẽ trả lại bọn họ gấp 10 lần. Khúc Vi ngẩng đầu trầm mặc một hồi, rồi cúi đầu lên tiếng, 10 lần cô còn mềm lòng hơn tiểu mặc lúc đó tôi luôn dẫn theo tiểu mặc tôi không cho phép nó một mình ở bên cạnh chị gái tôi không ngờ một ngày trước thềm năm mới khi tôi và tiểu mặc đi mua thuốc cho chị gái tôi trở về nhà tôi nghe thấy bố tôi nói chuyện với chị ấy đó là lần đầu tiên tôi nghe chữ chết từ miệng bố tôi bố tôi nói sống làm gì chi bằng chết đi cho rồi câu nói này cả đời tôi không thể nào quên đó là lời một người bố nói với con gái của mình câu nói rất tiệt tình rất lạnh lùng bố tôi còn nói điều gì tôi không nhớ nữa tôi chỉ nhớ khi tôi bế tiểu mặc đi vào chị gái tôi vừa khóc lại vừa cười ánh mắt chị ấy nhìn tiểu mặc rất dịu dàng và hối lỗi chị kêu gào nếu mẹ đi rồi thì con phải làm sao cháu biết tiểu mặc trả lời thế nào không nó chậm rãi nói từng từ một ngữ điệu vô cùng lạnh lẽo con sẽ sống tử tế hôm nay bọn họ nợ chúng ta sau này con sẽ bắt bọn họ trả lại gấp trăm lần nghìn lần con sẽ không để khúc ra chừa một mống nào tôi và chị tôi đều sững sờ sau khi định thần lại chị tôi nói với tiểu mặc không bọn họ là người thân của con con có thể đối phó bọn họ nhưng tuyệt đối không thể sát hại bọn họ Hãy hứa với mẹ con sẽ không làm như vậy." Tiểu Màng trầm mặc hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, khúc vi thở một hơi dài, ổn định lại tinh thần rồi nói tiếp với Ly Tâm, ký ức của năm đó sâu đến mức tôi không quên một từ một chữ đây chính là nguyên nhân khiến tiểu mặc căm ghét phụ nữ và hận đến mức chỉ muốn giết chết hết người của khúc gia nhưng buộc phải đè nén đến lúc này gương mặt ly tâm đầy sự phẫn nộ cô nghiến rằng thảo nào anh ấy căm hận khúc gia đến vậy thảo nào nhắc đến khúc gia tâm trạng anh ấy tồi tệ như vậy bị tổn thương càng lớn thì nỗi hận càng sâu tại sao trước đây tôi không nghĩ tới điều này ly tâm quên mất không phải cô không nghĩ tới mà cô hoàn toàn không bận tâm tác phong xưa nay của cô là không bao giờ để ý đến những chuyện không liên quan đến bản thân khúc vi gật đầu tính cách bạo ngược và tàn nhẫn của tiểu mặc bắt đầu từ năm nó ba tuổi chị gái tôi bắt tiểu mặc nhận lời là vì không muốn nó trở nên quá vô tình một người vô tình không chỉ gây tổn thương cho kẻ khác mà còn khiến bản thân bị thương tổn chị gái tôi rất thông minh đến bây giờ tôi mới hiểu dụng ý của chị ấy chỉ có điều tiểu mặc đã trở thành người hoàn toàn khác không còn là đứa trẻ đáng yêu năm nào ly tâm gõ tay xuống bàn trong lòng cô xuất hiện một nỗi buồn bực vô cớ khiến cô bây giờ chỉ muốn đánh một ai đó để giải tỏa Ly Tâm biết quá trình ngồi lên vị trí cao nhất của một lão đại hắc đạo chắc chắn không thuận buồm xuôi gió, có thể suy đoán tề mặc trong quá khứ cũng không dễ dàng. Nhưng tận tai nghe thấy những chuyện này, Ly Tâm cảm thấy rất chua xót, rất buồn phiền, rất khó chịu, im lặng một lúc, Ly Tâm ngẩng đầu nhìn khúc vi, sau đó tại sao tề mặc lại ở tề ra? Làm thế nào để có ngày hôm nay? Ly Tâm hỏi câu này hoàn toàn không phải là sự hiếu kỳ mà xuất phát từ một sự thay đổi lớn trong nội tâm cô, bắt gặp tia phức tạp từ đáy mắt Ly Tâm, khúc vi nở nụ cười dịu dàng, sau khi chị tôi chết, bố tôi ra lệnh. Trả tiểu mặc về tề gia. Nó là người của tề gia, không phải là người khúc gia nên không có lý do ở lại khúc gia. Tôi thân cô thế cô không thể đấu lại bọn họ đợi đến khi tôi tới tề gia tiểu mặc đã bị ném ở trước cổng tề gia tiểu mặc đứng ở đó suốt một ngày một đêm nhưng nó không do dự từ chối theo tôi đi về nó nói nó nắm vận mệnh của mình ở trong tay Lúc đó tôi mới phát hiện, trong người tiểu Mặc quả nhiên lưu chảy dòng máu của Tề gia, dòng máu của một gia tộc máu lạnh ngông cuồng, số mệnh đã định kiếp này nó không đi theo con đường bình thường, tôi cùng tiểu Mặc đứng ở trước cổng Tề gia thêm một ngày nữa. Cuối cùng, cánh cổng lớn của Tề gia cũng mở ra, bố tiểu Mặc đưa nó vào bên trong. Đợi đến khi tôi nhận được tin Tiểu Mặc nó đã trở thành lão đại Tề gia, đã là nhân vật tung hoành hắc đạo rồi, tôi còn nhớ rõ năm đó nó mới 19 tuổi, nó giết sạch toàn bộ những người nắm quyền hành ở Tề gia, nó dẫm đạp lên máu tươi để leo lên vị trí cao nhất, trở thành nhân vật truyền kỳ trong giới hắc đạo, đưa Tề gia đến ngày hôm nay. Tiểu Mặc tàn nhẫn đến mức không ai dám gây chuyện với nó khúc vi than vắn thở dài không biết là tán thưởng năng lực của tề mặc hay phê bình thủ đoạn tàn bạo của hắn thấy khúc vi dừng lại ly tâm liền truy hỏi sau đó thì sao khúc vi cười gượng tôi không có tin tức của tiểu mặc kể từ khi nó đặt chân vào tề ra do đó tôi làm sao biết được nó trải qua những năm tháng như thế nào mới có ngày hôm nay bây giờ tôi còn không gần gũi nó bằng cháu nghe khúc vi nói vậy ly tâm liền gật đầu có lẽ chỉ treo quen mới nắm rõ tề mặc làm thế nào để leo lên vị trí lão đại tề ra, đám hồng ưng cũng chưa chắc đã biết, thấy ly tâm không lên tiếng, khúc vi cất giọng dịu dàng, tiểu ly tâm, từ nhỏ đến lớn tiểu mặc chưa bao giờ tiếp xúc với phụ nữ, cháu là người duy nhất tôi không biết tại sao tề mặc lại chọn cháu nhưng tiểu ly tâm này cháu hãy hứa với tôi tiểu mặc không phải là người xấu cháu vĩnh viễn không được phản bội nó nghe những lời vừa dịu dàng vừa thận trọng của khúc vi ly tâm ngây người trong giây lát mới mở miệng tôi không cho rằng tề mặc là người xấu có thể trong con mắt kẻ khác tề mặc chẳng ra gì nhưng đối với cô hắn không phải là người xấu hắn đánh cược cả mạng sống để cứu cô hắn không bỏ rơi thuộc hạ hắn chắc chắn không đến nỗi tệ khúc vi ngẫm nghĩ rồi nói thế thì tốt ly tâm hỏi lại tại sao phải hứa với ông không phản bội anh ấy tôi có nói tôi sẽ phản bội anh ấy đâu anh ấy là lão đại của tôi nếu phản bội anh ấy tôi sẽ chết chắc chuyện này cũng cần phải hứa với ông sao sau khi nghe kể về quá khứ của Tề Mặc, trong lòng Ly Tâm rất khó chịu, đầu óc cũng không còn linh hoạt, nhất thời không hiểu ý Khúc Vi, thấy Ly Tâm ngầm chê câu nói của mình là thừa thải, Khúc Vi muốn cười cũng không cười nổi, ông ta chỉ hơi lắc đầu, "Cháu cứ ghi nhớ lời tôi là được, tôi không cần cháu hiểu vào lúc này, rồi một ngày nào đó cháu sẽ hiểu thôi." "Đúng rồi, cháu đừng nói cho Tiểu Mặc biết những chuyện tôi kể với cháu." Nếu không, có lẽ nó sẽ cho tôi đi đào mộ chim cánh cụt ở Bắc Cực mất. Khúc Vi nhìn Ly Tâm bằng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, Tề Mặc không còn là tiểu Mặc năm nào. Nếu hắn biết ông ta kể lại chuyện quá khứ của hắn với Ly Tâm, chắc chắn hắn sẽ nổi trận lôi đình, ông ta không có khả năng ứng phó với cơn giận dữ của Tề Mặc. Ly Tâm mỉm cười lắc đầu, Tề Mặc không phải hạng người như ông nghĩ đâu nếu biết ông kể chuyện của anh ấy cho tôi nghe chắc chắn anh ấy không thèm nhíu lông mày nữa anh ấy không bao giờ kỵ húy người khác nhắc đến thân thế của anh ấy đó là vì anh ấy không để tâm đến mấy chuyện đó ly tâm hắn giọng một tiếng rồi nói tiếp tề mặc là người máu lạnh vô tình nhưng hơn thế anh ấy là người kiêu ngạo anh ấy không cần sự thương hại và đồng tình thứ anh ấy cần là sự kính ngưỡng tuyệt đối và sự tin tưởng vô điều kiện trên đời này chẳng có việc gì anh ấy không thể làm nổi những chuyện quá khứ chẳng là gì cả anh ấy càng chú trọng hiện tại và tương lai hơn đó mới là vùng trời của anh ấy thấy ly tâm tuôn ra một tràng dài mà không hề nghĩ ngợi khúc vi mở to mắt kinh ngạc lý do ông ta kể chuyện quá khứ của tề mặc cho ly tâm nghe là muốn lợi dụng sự thương cảm của cô với tề mặc ly tâm biết tề mặc đối xử đặc biệt với cô nhưng vì thiếu một sợi dây thần kinh cô không nhận ra đặc biệt ở chỗ nào khúc vi muốn nhân cơ hội để ly tâm hiểu thêm về tề mặc nhưng xem ra cách làm của ông ta là thừa hoặc giả ly tâm không cần ông ta tô vẽ gì thêm khúc vi thở dài bao nhiêu năm xa cách khiến tôi và tiểu mặc trở nên xa lạ bây giờ tôi còn không hiểu thằng cháu bằng người mới đi theo nó mấy tháng có điều tôi cảm thấy rất may là tiểu mặc có con mắt không tồi người ta nói cuộc đời có một chi kỷ chết không đáng tiếc nó có phúc nên mới gặp được hồng nhan chi kỷ như cháu ly tâm trừng mắt nhìn khúc vi tâm trạng đầy cảm xúc bị một câu nói của ông ta phá hủy hồng nhan chi kỷ gì chứ nói đùa cô có điểm nào giống hồng nhan chi kỷ của tể mặc ly tâm cất giọng lạnh lùng với khúc vi ông cho rằng tề mặc biết hồng nhan tri kỷ là gì ông cho rằng tôi và tề mặc có thể hình dung bằng từ này không biết thì đừng tỏ vẻ là bậc trưởng bối tề mặc có phúc hay không chẳng phải ông nói là xong phản ứng của ly tâm như con gà bị cắt tiết khúc vi liền bật cười được rồi được rồi không phải thì thôi coi như tôi sai rồi Xem ra ở trong cổ mộ lâu quá, tư tưởng của tôi không theo kịp xã hội hiện đại, nhìn vẻ mặt tươi cười của Khúc Vi, Ly Tâm liền hết giận, cô lườm ông ta rồi đột nhiên chuyển đề tài, đúng rồi, tại sao ông Đường Đường chính chính là một nhà quý tộc tự nhiên không làm mà đi đào mộ. Tuy nghề này có lợi nhuận cao, nhưng nói chưa hết câu ly tâm bỗng dừng lại cô đã hỏi một câu thừa khúc vi mỉm cười trả lời làm người của gia tộc như vậy thật sự không dễ dàng không thoải mái bằng đi đào trộm mộ hơn nữa như cháu nói đấy nghề này lợi nhuận cao có thể đủ cho tôi tiêu dùng và đi đây đó tự do vô cùng ly tâm gật đầu đồng tình tự do cũng là thứ cô muốn nhưng hình như bây giờ cô cách từ đó quá xa rồi đi theo tề mặc liệu có tự do hay không chắc chắn là không có điều bây giờ ly tâm không quá bận tâm đến tự do như trước ngẩng đầu bắt gặp gương mặt tươi cười rạng rỡ của khúc vi ly tâm đột nhiên cảm thấy không dễ chịu cô đứng dậy ông hãy nghỉ ngơi điều dưỡng đi cần gì thì hãy nói với người hầu chắc bọn họ cũng không dám cưỡi lên đầu của ông đâu tôi đi đây nói xong cô liền đi ra ngoài nghe câu chuyện về nguyên do của việc tề mặc căm hận phụ nữ dù biết tề mặc từ lâu không còn là tiểu mặc bé nhỏ nhưng trong lòng ly tâm cảm thấy không dễ chịu nói là đồng tình cũng không đúng nếu nói là thương xót thì hơi kỳ lạ vì hai chữ này áp dụng lên người tề mặc không hợp một chút nào Thứ cảm xúc khó nắm bắt, choáng ngợp trong tim lẫn trong đầu óc khiến Ly Tâm rất buồn bực. Khúc Vi không giữ Ly Tâm ở lại, ông ta chỉ cười nói, "Nếu rảnh hãy đến đây trò chuyện với tôi, nơi này buồn chán thật đấy." Ly Tâm gật đầu đi thẳng ra ngoài, dõi theo bóng lưng Ly Tâm, khóe miệng Khúc Vi lại cong lên, cô bé này tâm địa thiện lương, có nội tâm kiên cường hơn cả vẻ bề ngoài, có tư duy độc đáo có thể nhìn ra ngay bản chất của vấn đề chỉ có điều về mặt tình cảm ly tâm lại vô cùng mơ hồ khúc vi vốn có ý mở đường cho ly tâm về mặt tình cảm để giúp cô có thể hiểu ra tuy nhiên tác dụng không lớn lắm xem ra cô còn hồ đồ hơn ông ta tưởng tượng nhưng cũng tốt đúng như cô nói tề mặc không cần sự thương cảm và đồng tình càng không cần cô thương hại hắn tề mặc có vô số thuộc hạ người một lòng trung thành với hắn cũng không ít đám hồng ưng hoàng ưng có lẽ còn trung thành với tề mặc hơn cả ly tâm người tề mặc cần một người phụ nữ hiểu hắn nguyện ở bên cạnh hắn có thể yêu hắn và sống với hắn trọn đời có điều hình như cả hai người trong cuộc vẫn chưa nhận ra điều đó tề mặc đứt sợi dây tình cảm từ lâu không hiểu đã đành cô bé ly tâm đầu óc lại quá đơn giản khúc vi bất giác thở dài lắc đầu nhiệm vụ của ông ta vẫn còn nặng nề lắm ly tâm quay lại ngôi biệt thự của tề mặc với tâm trạng buồn phiền cô cũng không hiểu tại sao tự nhiên lại xuất hiện sự buồn phiền đó nhưng ly tâm lập tức lấy lại tinh thần như tác phong vốn có của cô nếu không hiểu thì không nghĩ đến nữa hiếm có dịp tề mặc rời xa cô cô phải thư giãn thoải mái mới được ly tâm gạt mọi tâm trạng không vui ra khỏi đầu cô nhàn nhã đi vào phòng vi tính của tề mặc hai ngày nay dù ly tâm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhưng tề mặc vẫn không tha cho cô hắn bắt cô tìm hiểu trình tự của nội bộ tề gia đi sâu vào trung tâm tề gia cô được phép tự do ra vào phòng điều khiển vi tính trung tâm đây là nơi nắm toàn bộ bí mật của tề gia nếu cô là gián điệp chắc sẽ giàu to đáng tiếc cô không phải về bí mật của tề gia ly tâm không mấy hứng thú tìm hiểu cô không có tham vọng leo lên đầu người khác bởi vì ly tâm biết cái gì cũng có giá của nó, mà cô không muốn bị trả giá, vì vậy ly tâm không mấy tích cực đọc tài liệu, cô tranh thủ lướt web xem tin tức giải trí, chơi game online. Mặc dù hơi ấu trĩ nhưng dùng nó để giết thời gian cũng không tồi, trong lúc còn đang download một phần mềm trò chơi, màn hình vi tính đột nhiên nhảy ra một ô massage. Ly Tâm biết vừa có tin được gửi đến, phòng vi tính của tề mặc nối với mọi máy chủ của tề ra, mọi tin tức cuối cùng cũng sẽ được gửi đến máy của hắn. Trong phòng có mười mấy máy vi tính, lần lượt do đám hồng ưng, hoàng ưng điều khiển, ly tâm nhìn xuống màu sắc ký hiệu mát xa, đó là màu đỏ, có nghĩa tin tức được gửi đến từ khu vực do hồng ưng quản lý ly tâm hơi nhíu mày ô tin tức đè lên trò chơi của cô do đó ly tâm thuận tay mở ra xem tin tức tự động nhảy ra chứng tỏ độ bảo mật không cao không cần đến mật mã vẫn có thể xem được báo cáo về hành tung của mộc tùy tâm sắc mặt ly tâm lập tức thay đổi khi nhìn thấy hàng chữ đơn giản đó ánh mắt cô tóe lửa cô không ngờ đây lại là báo cáo về hành tung của tùy tâm, ly tâm không nghĩ ngợi liền mở ra xem nội dung bên trong, mộc tùy tâm trung tuần tháng trước xuất hiện ở London, Anh Quốc. Cô bị tổ chức ăn trộm truy sát và bị thương, hiện đang trốn ở Hong Kong, Trung Quốc. Tin tức do người phụ trách khu vực châu Á Thái Bình Dương gửi về, ly tâm nhanh chóng đọc lướt qua nội dung massage. Tùy tâm bị tổ chức ăn trộm truy sát. Chi sát, ly tâm dán mắt vào hai chữ đó. Cô hít một hơi sâu, cố gắng đè nén tâm trạng chấn động và lo lắng. Chi sát là chuyện xảy ra từ tháng trước, còn bây giờ tùy tâm đang ở Hong Kong, chứng tỏ chị ấy không sao. Vào giây phút này, Ly Tâm cảm thấy vô cùng may mắn khi tề mặc cho phép cô ra vào phòng vi tính của hắn. Tùy tâm, em nhớ chị quá, Ly Tâm bình tĩnh lại, nhanh chóng xóa tin nhắn tề mặc đem tùy tâm ra uy hiếp cô không phải ngày một ngày hai bây giờ gặp may nhận được tin tức về tùy tâm cô không có lý nào tiếp tục để điểm yếu của mình nằm trong tay tề mặc biết được manh mối về tùy tâm thì dễ dàng rồi khóe miệng ly tâm nhếch lên thành nụ cười rạng rỡ xem ra tùy tâm không quan trọng đối với tề ra nếu không hiệu suất điều tra sẽ chẳng thấp đến thế đến bây giờ mới có tin báo về tề mặc dùng tùy tâm uy hiếp cô một thời gian dài cô còn tưởng tùy tâm nằm trong tay hắn nhưng xem ra tùy tâm thật sự chẳng là gì đối với tề mặc vì vậy ly tâm mới có cơ hội ngày hôm nay ly tâm nhanh chóng khôi phục máy vi tính trở lại nguyên trạng rồi đi ra khỏi trung tâm dữ liệu hong kong là một địa danh không tồi nếu cô có thể tìm ra tùy tâm trước tề mặc thì tốt biết mấy bây giờ cô đã cam tâm tình nguyện làm thuộc hạ của tề mặc nên cô không muốn bị uy hiếp hay bị trói chân trói tay mộc tiểu thư cô định đi đâu ạ à? có cần chuẩn bị gì không người gác cổng ở tề ra vô cùng kinh ngạc khi thấy ly tâm thong dong đi bộ ra ngoài không mang theo một thứ gì cũng không ngồi ô tô ly tâm lãnh đạm trả lời không cần cô vừa nói vừa phất tay ra hiệu mở cổng quy tắc là thứ quan trọng nhất ở tề gia phục tùng là thiên chức của những kẻ có vai vế thấp người gác cổng vội vàng cúi gập người rồi ấn nút mở cổng lời nói của người có vị trí cao hơn là mệnh lệnh tuyệt đối không được chất vấn không được nghi ngờ chỉ có thể nghe theo ly tâm giữ bộ mặt nghiêm chỉnh đi ra khỏi tề gia Cô bắt một chiếc xe tới trung tâm sầm uất nhất New York, sau khi chắc chắn không bị theo dõi, ly tâm mới đi ra sân bay. Hong Kong, tôi sắp đến đây, Hong Kong, một trong bốn con rồng nhỏ ở châu Á, là mảnh đất lúc nào cũng sáng choang, được người Trung Quốc ví là Đông Phương Minh Châu, là cửa ngõ giao lưu quốc tế. Sau hơn 20 tiếng đồng hồ trên chuyến bay bình thường, Ly Tâm xuất hiện ở sân bay Hong Kong vào lúc trời tờ mờ sáng. Hít hít bầu không khí coi như là không khí của quê hương, Ly Tâm vẫn giữ nụ cười tao nhã trên môi, nhanh chóng ra khỏi sân bay, Ly Tâm thuê một chiếc xe thể thao, lái thẳng về địa điểm có người phụ trách khu vực châu Á Thái Bình Dương của Tề gia. Cô mạo hiểm đến Hong Kong chỉ vì một mục đích tìm ra hành tung của Tùy Tâm, sau đó đưa Tùy Tâm đến một nơi an toàn trong lúc Tề Mặc còn chưa phát hiện. Nếu tề mặc phát hiện ra hành động ngoài luồng của cô, chắc chắn hắn sẽ giải quyết tùy tâm ngay lập tức. Vì vậy mọi việc cần tốc độ nhanh, hy vọng vụ này diễn ra thuận lợi, ly tâm quay về tề ra mà không ai hay biết, ly tâm lần theo địa chỉ đến khu vực Cửu Long, tìm đến một nơi trông có vẻ giống quán ba. Bây giờ là ban ngày nên quán ba đóng cửa, nhìn từ bên ngoài quán ba có vẻ sập sệ ly tâm hơi nghi ngờ không biết đây có phải hang ổ của tề gia tề ra tệ hại đến mức này cô quả thật không dám tin, hay là cô đã nhầm lẫn, ly tâm không biết thực ra tề ra không có hứng thú với thị trường Trung Quốc, do nơi này bị hạn chế quá nhiều, Trung Quốc lại luôn có chủ trương tự chủ về mặt quân sự, chỉ mua một bộ phận vũ khí từ bên ngoài, vì vậy thế lực của tề ra ở đây tương đối yếu, mặc dù vậy, tề ra vẫn phải cắm chốt ở nơi này, đây là điểm liên lạc, cung cấp tin tức, kết nối các mối quan hệ, dù sao trên đời cũng không có chân lý tuyệt đối, hơn nữa Trung Quốc dù ít dù nhiều vẫn nhập khẩu vũ khí từ bên ngoài nên tề ra không có lý nào từ bỏ thị trường béo bở đó. Ly Tâm sau khi quan sát kỹ lưỡng phát hiện cô không nhầm địa chỉ, cô liền mở cửa đi thẳng vào bên trong, động tác của cô tự nhiên như ở nhà, không cho người qua lại cơ hội chú ý đến cô. Ly Tâm nhẹ nhàng đẩy một lớp cửa đi vào bên trong, tất cả khóa cửa đối với cô chỉ là hàng bảy mẫu nhìn từ bên ngoài nơi này chẳng ra sao nhưng bên trong trang trí không tồi đúng kiểu chủ nhân là người có thân phận anh ly có chuyện mà sáng sớm đã gọi hết huynh đệ tới đây một giọng nói còn ngái ngủ hình như vọng ra từ phòng khách ly tâm liền dừng bước im lặng lắng nghe đợi mọi người tập trung đầy đủ tôi sẽ tuyên bố sau chú hãy ngồi xuống đây đi xảy ra chuyện lớn rồi một giọng đàn ông tương đối trầm ổn cất lên chuyện gì vậy anh hãy nói cho em biết đi có phải chỗ chúng ta xuất hiện vấn đề gì không lại là giọng nói của người đàn ông ban nãy nhưng lần này không hề ngái ngủ mà hơi sốt ruột người đàn ông có giọng nói trầm ổn lên tiếng không phải là vấn đề của chúng ta nhưng có khả năng liên quan đến chúng ta tôi nghe phong phanh từ bên trên tin tức về mộc tùy tâm mà hôm qua chúng ta báo về tổng bộ hình như xảy ra vấn đề ly tâm đứng bên ngoài cửa sững sờ khi nghe đến câu này mộc tùy tâm xảy ra chuyện gì, chúng ta có thế nào báo như thế mà, tôi không biết, chỉ là 5 giờ sáng nay tổng bộ ở New York phát mệnh lệnh, Hồng ưng đại nhân đích thân thông báo nhiệm vụ cấp 1, toàn lực chóc nã mộc tùy tâm, ly tâm giật mình hoảng hốt, trước khi đi cô đã xem kỹ, nhiệm vụ liên quan đến tùy tâm chỉ là cấp 5, vậy mà bây giờ nâng thẳng tới cấp 1, chuyện này là thế nào, cấp 1 ư? Ừ. Người ở bên trong thốt lên kinh ngạc, hiển nhiên anh ta cũng bị giật mình, Ly Tâm nhíu chặt đôi lông mày, tay cuộn chặt thành nắm đấm chuẩn bị đi vào phòng. Cô ngồi ở vị trí số 6 ở tề gia, dù cấp bậc thấp hơn Hồng Ưng nhưng ở nơi này cô vẫn là lớn nhất, nếu cô ra lệnh cho đám người ở đây đi tìm Tùy Tâm, bọn họ cũng không có quyền phản đối, anh Ly. Xảy ra chuyện gì mà gọi chúng em gấp thế? Ly Tâm còn chưa kịp đi vào, có mấy người đàn ông lần lượt đi vào phòng gấp gáp lên tiếng, các chú đã tập trung đầy đủ thì nghe tôi nói đây. Sáng sớm hôm nay Tổng Bộ ở New York đột nhiên phát lệnh, thứ nhất là Hồng ưng Đại Nhân truyền đạt nhiệm vụ cấp 1, toàn lực chóc nã mộc tùy tâm nhiệm vụ thứ hai là quan trọng hơn lão đại đích thân ra lệnh bắt bằng được mộc đại tiểu thư nhớ giữ lại mạng sống nghe xong câu này tất cả đều trầm mặc bao gồm những người trong phòng và ly tâm cô cảm thấy rất may là vừa rồi cô không đi vào trong nếu đi vào chẳng khác gì cô dâng mình đến miệng cọp Ly tâm lặng lẽ lùi bước, nơi này không thể ở lại lâu hơn, ly tâm nhẹ nhàng chuồn ra bên ngoài, cô kéo chiếc mũ vành rộng xuống che kín khuôn mặt. Ly tâm cố rút chiếc nhẫn của tề mặc mà không thể tháo ra, cô đành lấy băng dán vết thương dính thành một vòng che chiếc nhẫn, không biết tề mặc muốn gì, có phải hắn muốn dồn cô vào chỗ chết nên mới ra nhiệm vụ cấp 1 cô chẳng qua chỉ là đi tìm tùy tâm thôi không đến mức tàn nhẫn như vậy đấy chứ giữ lại mạng sống có nghĩa là chỉ cần cô không chết còn biến cô thành gấu trúc hay đánh gãy tay gãy chân cô cũng không sao lén lút bỏ đi chỉ là một chuyện nhỏ có đáng bị trừng phạt như vậy không ly tâm ngồi lên chiếc xe thuê cô đập mạnh tay vào vô lăng tạo thành âm thanh kinh hồn khiến những người đi bộ ở xung quanh giật bắn mình ly tâm dồ ga phóng xe đi lúc này cô có cảm giác khóc không ra nước mắt cô đã hành động nhanh như vậy mà vẫn bị phát hiện thế lực của tề ra quả nhiên biến thái vượt ngoài sức tưởng tượng của cô ly tâm không biết thật ra cô không gặp may cô vừa đi khỏi tề mặc đã trở về tề ra người của tề ra không dám hỏi đến hành tung của ly tâm không có nghĩa tề mặc không quan tâm Vừa về đến nhà hắn lập tức phát hiện cô không có ở tề gia, sau khi tập hợp một số nguồn tin cộng với khả năng sử dụng vi tính của Bạch ưng, chẳng mấy chốc tề mặc đã biết ly tâm đi đâu, sắc mặt của hắn trở nên khó coi vô cùng, hơn nữa, ly tâm còn cắt mọi nguồn liên lạc, chuyện này khiến tề mặc muốn không nổi giận cũng không được vì vậy khi ly tâm còn chưa đặt chân đến hong kong mệnh lệnh của tề mặc đã được gửi đến người của hắn ở nơi này ly tâm không hiểu là người thông minh hay ngu ngốc cô đến máy bay tư nhân của tề ra cũng không dám ngồi lại đi cải dạng ngồi máy bay thường kết quả là chậm một bước ly tâm trầm ngâm do dự suy tư hồi lâu cuối cùng cô quyết định chết sớm đầu thai sớm sớm nhận lỗi mới là hành động đúng đắn một khi cô đã không thể che giấu, nên nhận lỗi và hối cải, may ra tề mặc mới bỏ qua, nghĩ đến. Đây, ly tâm vội vàng mở thiết bị liên lạc. Cô còn chưa lên tiếng, giọng nói lạnh lùng của tề mặt trực tiếp vọng tới, về ngay. Ngữ điệu của hắn lạnh lẽo như núi băng ở Bắc Cực, ly tâm tươi cười hét lớn, lão đại, tề mặc nói chậm rãi, tôi cho em thời gian một ngày xuất hiện trước mặt tôi nếu không tôi sẽ giết em ly tâm nghiến răng quả nhiên tề mặc đã biết mọi chuyện cô im lặng một vài giây rồi nói nhỏ đừng mà lão đại anh cũng biết tôi chỉ muốn tìm ra tùy tâm chứ không làm chuyện gì khác tôi không có ý định bỏ đi cùng chị ấy tôi đã nói ở lại bên cạnh anh tôi sẽ không thất tín bây giờ chị ấy đang bị thương tôi cảm thấy không yên tâm lão đại anh hãy để tôi đi tìm chị ấy khi nào về anh muốn xử phạt tôi thế nào cũng được giọng điệu của ly tâm mang chút khẩn cầu và nũng nịu ly tâm biết một khi tề mặc đã nắm rõ mọi chuyện muốn che giấu cũng vô dụng cô vốn chỉ định lợi dụng lúc tề mặc bận rộn một mình giải quyết chuyện của tùy tâm bây giờ rơi vào hoàn cảnh này phản kháng cũng vô hiệu thủ đoạn của tề mặc ghê gớm đến mức nào ly tâm không phải chưa từng chứng kiến vì vậy cô chỉ còn cách ngoan ngoãn nhận lỗi nghe giọng nói khẩn cầu của ly tâm tề mặc lên tiếng ngữ điệu vẫn lạnh lẽo như thường nhưng sát khí đã biến mất tôi chỉ nói một lần ly tâm nắm chặt tay lái ô tô cô nhạy bén phát hiện ra sự thay đổi trong giọng điệu tề mặc Ly tâm hít một hơi sâu tiếp tục lên tiếng, lão đại, anh cũng biết tùy tâm rất quan trọng đối với tôi. Anh đã không có ý giải quyết tùy tâm thì để tôi đi tìm chị ấy, được không ạ? À? Từ trước đến nay ly tâm luôn nghĩ tề mặc dùng tùy tâm để uy hiếp cô, nhưng trong 20 tiếng đồng hồ trên máy bay, ly tâm đột nhiên hiểu ra, tề mặc về căn bản không có ý đó hắn không cần thiết phải dùng tùy tâm uy hiếp cô nếu không làm gì có chuyện đến bây giờ tề ra mới tìm thấy tùy tâm làm gì có chuyện hắn phát mệnh lệnh tìm kiếm cấp thấp như vậy tề mặc hoàn toàn không có ý đó hay nói một cách khác hắn không coi trọng việc này tề mặc cũng chẳng cần uy hiếp cô hắn thấy cô thuận mắt lại có tác dụng đối với hắn nên hắn giữ cô lại bên mình bằng không hắn sẽ hủy diệt cô việc này đối với tề mặc dễ như trở bàn tay tề mặc nhắc đến tùy tâm chỉ là do thuận miệng không ngờ trở thành yếu điểm của cô một khi cô đã xuất hiện nhược điểm tề mặc sẽ không từ bỏ cơ hội lợi dụng nghe những lời nói yếu ớt của ly tâm nộ khí trong lòng tề mặc từ từ tan biến khi trở về không tìm thấy cô hắn nổi giận lôi đình vì có cảm giác bị phản bội bây giờ thấy ly tâm thành khẩn nhận lỗi tề mặc dịu đi nhiều hắn cất giọng trầm trầm về ngay thấy thái độ kiên quyết của tề mặc ly tâm im lặng hồi lâu lời nói của tề mặc là mệnh lệnh cô có thể tỏ ra cố chấp nhưng nếu tùy tâm rơi vào tay tề mặc chắc chắn tùy tâm sẽ chịu thiệt thòi Ly Tâm cất giọng đầy ấm ức, vậy thì anh hãy rút lại mệnh lệnh truy bắt tùy tâm, ngộ nhỡ những người đó không biết khiến chị ấy bị thương thì sao, tề mặc nói lạnh lùng, đó là tự em gây ra, thấy tề mặc có vẻ nổi giận, Ly Tâm không kìm chế nổi, đập mạnh vào tay lái hét lớn với tề mặc, tại sao tôi không thể đi tìm tùy tâm, dù thế nào tôi cũng ngồi ở vị trí thứ sáu của tề ra, việc còn con này tôi không thể tự quyết định sao. Tôi không phải là gì của anh á á á, làm gì vậy? Ly Tâm còn chưa nói hết câu với Tề Mặc, đột nhiên cô nhìn thấy mấy chiếc xe ở đằng trước mặt giống như bị mất tay lái lao điên cuồng về phía cô. Chiếc xe đầu tiên cách cô hơn 20m, tốc độ hai bên nhanh kinh hồn. Ly Tâm liền đạp mạnh vào chân phanh, đánh tay lái sang một bên, chuyện gì vậy? ở đầu dây bên kia tề mặc đoán ly tâm xảy ra chuyện bằng một viên đạn bay sượt qua đầu ly tâm sắc mặt cô lập tức thay đổi ly tâm vội vàng đánh tay lái nhưng ở phía trước hai ba chiếc ô tô đi sát gần nhau chiếm hết cả làn đường hoàn toàn không có chỗ cho ly tâm vượt qua xe ly tâm thuê là một chiếc xe thể thao cũ kỹ chưa được cải tạo vì vậy dù có kỹ thuật siêu việt ly tâm cũng không thể tránh khỏi mấy chiếc xe điên cuồng đi ngược chiều vừa nghiêng thân xe tránh qua một chiếc cô bị một xe khác đâm thẳng vào ly tâm bị mất đà bắn ra khỏi làn đường khốn khiếp ly tâm nghiến răng đánh tay lái nhưng chiếc xe quá cũ nên cô khó có thể triển khai kỹ thuật lại do bị đâm mạnh nên chiếc xe theo đà bắn đi trong khi ly tâm cố gắng hết sức phanh lại nhìn thấy dốc đứng và bờ biển trước mặt ly tâm nhíu chặt đôi lông mày không hiểu tại sao cô tự nhiên lái xe đến nơi này chắc là do mải nói chuyện với tề mặc nên cô không để ý đến đường đi thân xe cô va chạm vào hàng rào chắn bên đường phát tiếng động rất mạnh đằng sau vọng đến tiếng súng nổ đầy uy hiếp ly tâm cảm thấy chiếc xe ngày càng mất khống chế một làn gió thổi qua mang một mùi vị nồng nặc do quá quen thuộc với xe ô tô ly tâm lập tức phát hiện bình xăng xe cô đã bị dò dỉ xảy ra chuyện gì vậy em mau nói đi tề mặc nghe thấy tiếng xe đâm và tiếng súng nổ sắc mặt hắn xám xịt giọng nói chứa đầy sự lo lắng đâm xe đạn bắn xăng dò dỉ sắp nổ ly tâm nhanh chóng báo cáo với tề mặc ánh mắt cô sắc lạnh đến ghê người ly tâm chưa bao giờ bị rơi vào tình huống nguy hiểm tương tự khi cô cầm tay lái cửa bên tay lái của cô đang quệt mạnh vào hàng lan can nên không thể mở ra phía trước xuất hiện đoạn cua nếu cô tiếp tục tiến lên với tốc độ này xe sẽ nổ tung ngay tức khắc ly tâm nhanh chóng thả chân tay rời khỏi cần đạp ga và vô lăng cô xoay người đạp mạnh cửa ở ghế lái phụ bất chấp xe không người lái sẽ đi như thế nào ly tâm túm lấy nóc xe rồi lấy đà leo lên đỉnh xe liếc qua làn đường bên này thấy có nhiều xe đi lại ly tâm liền nhảy xuống dốc đứng ở phía trước ly tâm thuận theo trường dốc trượt xuống bên dưới cô cuộn chặt người thành vòng tròn để tránh bị thương tổn ở mức tối thiểu còn chưa chạm xuống mặt đất ly tâm đột nhiên nghe thấy tiếng nổ cực lớn phát ra từ chiếc xe của cô ly tâm mau nói đi em thế nào rồi mau trả lời tôi tề mặc cũng nghe thấy tiếng nổ giọng nói của hắn vừa gấp gáp vừa lo lắng hoàn toàn không còn vẻ lạnh lùng thường thấy ly tâm nghe rõ lời tề mặc nhưng do đang mải lăn xuống cô không thể trả lời hắn đau quá rơi xuống đúng bãi cát ly tâm mới thở phào nhẹ nhõm May mà cô phản ứng nhanh, nếu không chưa kịp chết trong tay Tề Mặc đã bị chết ở nơi này, đây mới là chuyện cười to lớn. Ly Tâm, mau nói đi, mau trả lời tôi, em có nghe rõ không? Tôi nghe thấy rồi. Ly Tâm thều thào trả lời, cô ngồi bệt trên bãi cát kiểm tra toàn thân xem có thiếu bộ phận nào, thấy Ly Tâm lên tiếng, Tề Mặc dường như thở phào nhẹ nhõm ly tâm im lặng lắng nghe tiếng sóng biển rồi lên tiếng lão đại xem ra tôi không thể trở về bên đó trong vòng một ngày toàn thân tôi đau nhức quá không có tiếng trả lời thấy tề mặc im lặng ly tâm cũng không lên tiếng từ độ cao mười mấy mét rơi xuống đây cả người cô không đau mới lạ cô không hề nói dối tề mặc một lúc sau tề mặc mới cất giọng lạnh lùng tự em hãy linh hoạt cho tôi nói xong hắn liền cắt đứt liên lạc ly tâm bất giác cười thầm tề mặc đã đồng ý rồi lại có hai tiếng súng nổ sau đó là tiếng một vật nặng rơi xuống ly tâm liền định thần trở lại cô có bản lĩnh nhảy xuống người khác chắc chắn cũng có thể nhảy địa hình ở đây không quá nguy hiểm nhảy xuống tuyệt đối không bị mất mạng trên bãi cát có tiếng bước chân thình thịch chạy về phía ly tâm cô bất giác cau mày bọn họ muốn giết người diệt khẩu To gan thật đấy cảm giác tiếng bước chân sắp tiến lại gần ly tâm đột nhiên bật dậy chĩa súng vào đúng mi tâm đối phương người ở trước mặt cô dù bộ dạng khá thảm thương nhưng không thể che lấp vẻ tuấn tú của anh ta gương mặt anh ta chỉ thấy vui mừng và kinh ngạc không hề có tia sợ hãi ly tâm chăm chú nhìn người đang đối mặt với họng súng của cô cô cất giọng lạnh lùng phương tuấn kỷ tôi tìm cô lâu lắm rồi Tuấn Kỳ chiếu đôi mắt sáng rực vào ly tâm, ly tâm, trời ơi, hóa ra là cô, là cô thật. Một giọng nói đầy xúc. Động từ đằng sau Tuấn Kỳ vọng đến, tiếp theo là tiếng bước chân lại gần, ly tâm hơi nghiêng đầu, nhìn ra đằng sau lưng Tuấn Kỳ. Trên bãi cát có hai người đang nằm, toàn thân máu chảy linh láng, ngoài ra còn có hai người đàn ông khác đi về phía cô, vẻ mặt họ lộ vẻ vui mừng và kinh ngạc. Nhìn ra là Tiêu Vân và Ngô Sâm, Ly Tâm liền thu lại khẩu súng trong tay, nói lạnh nhạt, gặp các anh chẳng có chuyện gì hay. Tiêu Vân tiến lại gần, ôm trầm Ly Tâm nói bằng một giọng mừng rỡ, lâu rồi mới gặp cô, cô đúng là phúc tinh của tôi. Chỉ cần gặp cô là tôi thoát nạn, cô là phúc tinh của tôi mà. Ly Tâm trừng mắt nhìn Tiêu Vân, anh chàng này sao có thể nhiệt tình như vậy? tuy trước đây anh ta vẫn rất nhiệt tình nhưng bây giờ càng quá đáng hơn ly tâm hắng giọng bỏ tôi ra tiêu vân vẫn chưa hết phấn khởi và nhiệt tình tuấn kỷ từ nãy đến giờ không rời mắt khỏi ly tâm liền túm lấy tay tiêu vân thấy vết thương trên người ly tâm chưa cậu còn không buông cô ấy ra tiêu vân vội rút tay về tôi xin lỗi đã làm liên lụy đến cô xin lỗi cô Quần áo trên người Ly Tâm có nhiều chỗ rách nát, da cô còn bị toạc một miếng, máu chảy ròng ròng, Ly Tâm trừng mắt nhìn Tiêu Vân, anh biết là được rồi. Sau khi bỏ lại năm từ, Ly Tâm liền quay người bước đi. Cô luôn gặp xui xẻo mỗi khi đụng phải bọn họ, trước đây cũng vậy, bây giờ còn suýt bỏ mạng, đúng là một đám sao trời, Ly Tâm, cô đi đâu vậy? Thấy Ly Tâm định bỏ đi, Tuấn Kỳ liền giơ tay định giữ Ly Tâm. Ngô Sâm đứng bên cạnh vội và ngăn Tuấn Kỳ, chúng ta rời khỏi nơi này rồi tính sau. Vừa nói anh ta vừa chỉ tay về hai người bị thương nằm trên bãi cát. Tuấn Kỳ gật đầu, gương mặt lộ vẻ nghiêm túc, anh ta liền đi theo ly tâm về phía trước ngô sâm nhanh chóng gọi điện thoại nơi này có động tĩnh lớn như vậy chắc chắn không bao lâu nữa sẽ bị phát hiện càng sớm rời khỏi đây càng tốt ly tâm vừa thở hổn hển vừa leo lên đường cái một chiếc xe thể thao nhanh chóng đỗ trước mặt cô ly tâm không thèm nhìn quay người bỏ đi bây giờ cô không muốn dính dáng đến đám người này cô ghét nhất phiền phức ly tâm đúng là em rồi ly tâm chị đã tìm thấy em rồi một giọng nói phụ nữ đầy vẻ vui mừng đột nhiên vọng tới sau đó là tiếng bước chân chạy nhanh ly tâm còn chưa kịp phản ứng đã bị người ở đằng sau ôm chặt tú thủy chúng ta mau rời khỏi nơi này có gì nói sau đi ngô sâm ngồi vào vị trí tay lái thò đầu ra ngoài nói với tú thủy tú thủy nắm chặt tay ly tâm kéo cô đi về phía chiếc xe lần này chị sẽ không để em chuồn mất ly tâm nhìn tú thủy chị đừng kéo nữa em có nói không đi đâu ly tâm không phải ngốc nghếch nơi này không dễ bắt xe chút nào nếu ở lại chắc chắn sẽ bị lôi về đồn cảnh sát làm nhân chứng hơn nữa thái độ của tú thủy nhiệt tình như vậy cô cũng không nỡ lòng nào từ chối tuấn kỷ đang đứng tựa vào cửa xe chờ đợi nghe câu nói của ly tâm anh ta liền mỉm cười và giơ ngón tay cái với ngô sâm ngô sâm ngượng lại nhìn ly tâm bằng ánh mắt vô cảm chiếc xe phóng như bay ngô sâm dừng lại trước một ngôi biệt thự cao cấp ở một khu vực đắt đỏ dành cho người giàu có Ly Tâm còn chưa kịp phát biểu ý kiến, Tú Thủy đã lôi sành sạch cô vào bên trong, đây là món thạch hoa quả em thích nhất. Vừa qua cửa, Tú Thủy liền nhét vào tay Ly Tâm một túi đồ ăn, toàn thứ Ly Tâm thích ăn. Không thấy thì thôi, vừa nhìn đến bụng Ly Tâm liền sôi ủng ủng. Cô nhớ ra do quá hưng phấn khi biết tin tức về tùy tâm nên cô hầu như không uống ăn gì trong một ngày qua. Bây giờ gặp đồ ăn ngon, ly tâm liền không tỏ ra khách sáo, ly tâm này, sao cô bỏ đi mà chẳng nói một tiếng nào, hại chúng tôi tìm cô chết thôi. Cô có biết Tuấn Kỳ đã lật cả nước Mỹ mà không tìm thấy cô, làm chúng tôi cũng đen đuổi theo, phát động mọi thế lực đi tìm cô. Cô đúng là có bản lĩnh, lặn biệt tâm biệt tích, khiến chúng tôi không thể tìm thấy ly tâm về điểm này tôi không thể không khâm phục cô tất nhiên là ngoài tài nghệ lái xe của cô ra ly tâm nói thản nhiên với tiêu vân tôi có bảo anh đi tìm tôi đâu tiêu vân ngậm miệng không biết nên trả lời như thế nào tú thủy lên tiếng nhưng bọn chị muốn tìm em ly tâm ngẩng đầu nhìn tú thủy bắt gặp ánh mắt dịu dàng của cô ly tâm liền cúi đầu tiếp tục ăn cô không bảo bọn họ đi tìm nhưng cũng không thể ngăn cản người khác muốn tìm cô chữ muốn này bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Ly Tâm lại không phải là người tuyệt tình, cô không thể tỏ ra vô tình với người thật lòng quan tâm đến cô. Tuấn Kỳ mỉm cười, đưa một cốc nước lọc cho Ly Tâm. Không ngờ lại gặp cô trong tình huống nguy hiểm vừa rồi. Cô thử nói xem có đúng với câu ta quay cuồng tìm nàng trong muôn vạn khi ngoái đầu chợt thấy bóng ai kia hay không thảm rồi tiêu vân đột nhiên kêu lên làm động tác không chịu nổi rồi đi vào trong chỉnh đốn lại hình tượng cô hãy nghỉ ngơi một lát vết thương của cô cần nhanh chóng xử lý đừng để bị nhiễm trùng tuấn kỳ cất giọng đầy quan tâm và lo lắng với ly tâm không sao đâu vết thương này chẳng là gì cả nếu so với vết thương khi đi theo tề mặc thì đúng là không đáng nhắc đến tú thủy liền đứng dậy em nói gì thế em bị rách cả ra sao có thể không xử lý để chị bôi thuốc giúp em tú thủy vừa nói vừa kéo ly tâm lên tầng trên ly tâm nhíu mày bắt gặp vẻ kiên quyết của tú thủy cô không nói một lời nào liền đi theo tú thủy ở tầng dưới ngô sâm nhìn theo bóng ly tâm cho đến khi cô khuất dạng anh ta quay sang nói với, Tuấn Kỳ đang ngồi tựa người vào ghế sofa, "Tuấn Kỳ, cô Ly Tâm này có vẻ không đơn giản, cậu đừng chìm đắm sâu quá." Tuấn Kỳ nhếch mép mỉm cười và cất giọng từ tốn, "Thích một người thì có liên quan gì đến chuyện cô ấy đơn giản hay không?" Ngô Sâm bất giác lắc đầu, lúc Tuấn Kỳ lật cả nước Mỹ để tìm Ly Tâm, anh ta và những người khác đều đoán ra có lẽ anh chàng playboy này đã thật sự động lòng thế nhưng ly tâm ngoài danh hiệu vua tốc độ thân thế của cô có vẻ không đơn giản ngô sâm liền hạ thấp giọng cảnh tượng vừa rồi chắc cậu cũng đã thấy cô ấy không hề chớp mắt khi chứng kiến chúng ta giết người cô ấy tỏ ra bình tĩnh hơn cả tôi và cậu còn nữa khẩu súng trong tay cô ấy không phải loại bán trên thị trường mà là loại đặt sản xuất riêng cho một nhân vật thế lực nào đó Cậu đừng sơ ý quá, Tuấn Kỳ lắc đầu không tán thành ý kiến của Ngô Sâm, nếu Ly Tâm là tú thủy, liệu cậu có phòng bị như vậy không? Ngô Sâm lập tức ngậm miệng, chỉ chăm chú nhìn Tuấn Kỳ mà không lên tiếng. Đôi mắt Tuấn Kỳ sáng rực, tôi đã mất công tìm cô ấy lâu như vậy, không ngờ hôm nay tình cờ gặp lại cô ấy. Lần này, tôi tuyệt đối không buông tay ly tâm bị tú thủy kéo lên tầng trên tú thủy xử lý vết thương của cô rồi bôi thuốc rất thành thạo ly tâm không hiểu tại sao cô chỉ bị rách tí ra mà bọn họ tỏ ra lo lắng đến thế có điều nhìn động tác thành thục của tú thủy ly tâm bất chợt nhớ đến đôi bàn tay lóng ngóng và thô bạo của tề mặc khi bôi thuốc cho cô ly tâm mỉm cười bây giờ nghĩ đến mới thấy khôi hài thế nhưng cô lại đón nhận rất tự nhiên tú thủy ngồi bên cạnh vừa bôi thuốc cho ly tâm vừa lẩm bẩm lần này kiểu gì cũng không thể để em bỏ đi mất hại chị vừa lo chết đi được vừa nhớ em nữa chứ hôm nay tình cờ gặp lại em hãy ở đây với bọn chị một thời gian nhớ cho chị phương thức liên lạc chị rất sốt ruột khi không tìm thấy em em mau cho chị số điện thoại của em tú thủy vừa nói vừa trừng mắt với ly tâm ly tâm hơi nhíu mày em không dùng điện thoại di động với lại em có việc cần giải quyết nên mới đến đây em không thể ở lại lâu hơn lát nữa em sẽ lên đường không được vừa nghe ly tâm nói sẽ đi tú thủy liền đứng bật dậy nhìn ly tâm bằng ánh mắt dữ dội em cần giải quyết việc gì thì hãy nói cho bọn chị biết bọn chị sẽ giúp em em không được bỏ đi làm sao có chuyện như vậy chứ khó khăn lắm mới gặp lại vậy mà em nói đi là đi không được tú thủy vừa nói vừa giữ chặt tay ly tâm ly tâm bóp chán em có chuyện thật mà nếu không phải tú thủy quan tâm cô thật lòng cô còn lâu mới giữ thái độ mềm mỏng như vậy thấy ly tâm có vẻ kiên quyết tú thủy liền gọi vọng xuống bên dưới các anh mau lên đây đi ly tâm nói cô ấy phải đi bây giờ nhanh lên ly tâm lâm vào tình cảnh khóc dở mếu dở tại sao cô đi vội thế tuấn kỳ xuất hiện ở cửa phòng cau mày nhìn ly tâm và lên tiếng hỏi nhỏ tôi có việc cần làm ly tâm thẳng thắn trả lời tiêu vân đứng đằng sau tuấn kỷ lên tiếng có việc cũng không nhất thiết bỏ đi ngay hơn nữa chúng tôi có thể giúp cô nơi này là địa bàn của tuấn kỷ có khó khăn gì cô chỉ cần mở miệng là được không cần cô đích thân ra mặt cậu ấy chắc chắn sẽ giải quyết thỏa đáng cho cô tuấn kỷ gật đầu cất giọng nghiêm túc bất cứ là việc gì tôi cũng có thể giúp cô ngô sâm đứng bên cạnh đưa mắt liếc tuấn kỷ lời hứa này có vẻ hơi quá nếu ly tâm bắt anh anh ta giết người phóng hỏa, anh ta cũng sẽ giúp cô. Có điều xem ra Tuấn Kỳ dám nhận lời Ly Tâm, chắc anh ta cũng đã có sự chuẩn bị về phương diện này, Ly Tâm ngẩng đầu bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc của bốn người. Ly Tâm quay sang Tú Thủy, thấy cô không ngừng gật đầu, Ly Tâm nghĩ ngợi một lát rồi mở miệng, tôi muốn tìm một người, dù sao một mình Ly Tâm cũng chẳng thể làm gì ở địa bàn Hong Kong, hơn nữa tề mặc còn phát lệnh huy động mọi thế lực của tề ra ở đây để truy bắt cô tuy bây giờ tề mặc có khả năng thu hồi mệnh lệnh đó nhưng nếu cô đi tìm người phụ trách khu vực châu á thái bình dương chắc chắn cô sẽ bị giải thẳng về nước mỹ vừa lãng phí thời gian vừa tốn công đến tận đây tìm kiếm hong kong tuy là thành phố nhỏ nhưng một mình cô khó có thể tìm ra tùy tâm đã có người tình nguyện giúp cô vậy thì cô thử một lần xem sao nghe ly tâm nói muốn tìm người tuấn kỷ mỉm cười lên tiếng cô nói đi tìm người đối với tuấn kỷ là chuyện quá nhỏ anh ta có thể hô phong hoán vũ ở địa giới này chỉ mỗi việc còn con là tìm người thì có gì khó tuấn kỷ không hề tỏ ra đắc ý cũng không hề do dự mà rất bình thản chứng tỏ anh ta tin tưởng việc này hoàn toàn nằm trong khả năng của anh ta ly tâm bất giác nhíu mày đừng có mừng vội hiện tại hồng ưng của tề gia đã ra lệnh bắt giữ cấp một người tôi cần tìm anh chỉ có hai ngày là nhiều nhất liệu có thể giải quyết không nếu anh không làm được tôi cũng không miễn cưỡng anh không phải cô chỉ có thể cho Tuấn Kỳ từng đó thời gian mà cô chỉ có thể trì hoãn đến lúc đó là cùng. Tuấn Kỳ nghe vậy hơi cau mày, Tiêu Vân và Ngô Sâm ở bên cạnh đưa mắt nhìn nhau, tề ra đâu phải đối tượng dễ nhằn. Tiêu Vân cất giọng lo lắng, Tuấn Kỳ, việc này sẽ khiến cậu trực tiếp đụng độ tề ra, Tuấn Kỳ không rời mắt khỏi ly tâm, miệng nở nụ cười nhàn nhạt, tên của người đó, thấy Tuấn Kỳ dám nhận lời, Ngô Sâm và Tiêu Vân lại nhìn nhau nhưng không lên tiếng. Ly tâm nói thẳng, anh ra giá đi cô không thích nợ ân tình của người khác, cũng không cần người khác giúp đỡ vô điều kiện, ân tình là thứ nhiều lúc trả không nổi, Tuấn Kỳ cười cười, được thôi, tranh người với tề ra, không phải quá nghiêm trọng cũng không phải chuyện nhỏ. 10 triệu đô la Mỹ, nếu cô không có tiền, tôi có thể cho cô nợ, ly tâm gật đầu, không thành vấn đề, tôi sẽ lập tức gửi ngay 3 triệu vào tài khoản của anh số còn lại khi nào anh đưa người mạnh khỏe về cho tôi tôi sẽ chuyển cho anh ngay khoản tiền này ly tâm hoàn toàn có khả năng chi trả sau khi rời tổ chức ăn trộm ly tâm tích lũy được một khoản không nhỏ hơn nữa tề mặc còn chia cho cô hai phần trăm thu nhập ở đông nam á chỉ riêng khoản này cũng đã là con số trên trời Tuấn Kỳ gượng cười lắc đầu, anh ta đoán Ly Tâm là người có tiền, nhưng không ngờ cô lại có nhiều tiền đến thế. 10 triệu đô đâu phải là cỏ rác vậy mà Ly Tâm sử dụng cứ như cỏ rác, sớm biết trước anh ta đã đòi nhiều hơn. Anh ta ra giá chỉ một mục đích muốn dây dưa với cô nhưng thật không dễ dàng chút nào, được rồi, được rồi, đã bàn xong thì em hãy yên tâm ở đây nghỉ ngơi đi. Tuấn Kỳ sẽ tìm người nhanh thôi còn bây giờ chúng ta xuống bếp chị sẽ nấu món sườn chua ngọt mà em thích nhất em có muốn ăn không đi thôi tú thủy cười híp mắt kéo tay ly tâm ra khỏi phòng ly tâm thấy vậy liền đi theo tú thủy ở trong phòng tiêu vân vỗ vai tuấn kỷ người anh em muốn quay đầu là bờ không phải dễ dàng như vậy đâu lần này cần xem bản lĩnh của cậu rồi ngô sâm cũng hắng một tiếng tự vác vạ vào thân nói xong anh ta cùng tiêu vân đi xuống dưới lầu tuấn kỷ mỉm cười đi theo bọn họ việc này tuy hơi khó nhưng anh ta tự nguyện cũng không phải không có phần thắng nào trong tay chỉ cần anh ta tìm ra người quan trọng với ly tâm anh ta không tin đến lúc đó ly tâm vẫn tỏ ra xa cách với anh ta thời gian trôi qua rất nhanh loáng một cái đã đến buổi tối Ly Tâm nằm trên giường nhìn chăm chú lên trần nhà, nghe Tú Thủy và Tiêu Vân nói chuyện, Tuấn Kỳ không chỉ riêng Hong Kong mà ở khu vực phương đông này có thế lực rất mạnh chống đằng sau lưng, vì vậy anh ta mới dám đấu với tề gia, nếu đúng anh ta có thực lực thì tốt, anh ta có thể tìm ra tùy tâm trước tề mặc thì quá tuyệt, chỉ mong Tuấn Kỳ không làm cô thất vọng, nghĩ đến một tương lai có vẻ tươi sáng, Ly Tâm liền nở nụ cười tươi rồi nhắm mắt ngủ, tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc đều đặn, không biết đã đến 3 giờ sáng từ lúc nào, Ly Tâm xoay đi xoay lại mà vẫn không ngủ được, cô đành ngồi dậy rồi giơ tay đập mạnh vào đầu. Không hiểu là chuyện gì nữa, từ trước đến nay có bao giờ cô bị mất ngủ đâu, hơn nữa Ly Tâm cũng chưa bao giờ phát hiện ra, cô không chợp mắt nổi khi ở trên giường lạ, Ly Tâm sờ tay xuống đệm giường, rất mềm mại rất ấm áp, nhưng cô vẫn bị mất ngủ. Ly Tâm thật sự muốn đi ngủ nhưng không thể chợp mắt, cảm giác này khiến cô rất khó chịu, hay là do nóng quá? Ly Tâm cau mày chỉnh điều hòa xuống 20 độ, chắc là thích hợp rồi nhưng một lúc sau cô lạnh đến phát run không phải nhiệt độ không phải do chiếc giường cũng không phải do cô không buồn ngủ rốt cuộc là vì sao ly tâm buồn bực ngồi dậy suy nghĩ xem có điểm nào không đúng đưa mắt sang bên cạnh thấy chiếc giường lớn trống không ly tâm lập tức hiểu ra vấn đề chiếc giường rất rộng nhưng lại thiếu mất một người Bên cạnh cô thiếu một người, thiếu một khuôn ngực vạm vỡ, thiếu một người ôm cô như chiếc gối ôm, thiếu mất hơi ấm và mùi hương đặc trưng của hắn, ly tâm xa sầm mặt, nhìn chằm chằm vào chiếc giường hồi lâu. Sau đó cô than thầm, chẳng lẽ bản thân cô có khuynh hướng thích bị ngược đãi tại sao cô lại để bản thân lệ thuộc vào thân hình rắc chắc như gang thép và mùi hương nhàn nhạt đó, thật là quá đáng. Sau khi tìm ra nguyên nhân, Ly Tâm biết cô có muốn cũng không ngủ được nữa, thế là cô đứng dậy đi. Ra ngoài, ông trăng tròn lơ lửng trên không trung chiếu ánh sáng dịu dịu khắp không gian. Ly Tâm đứng ở ngoài ban công tối, ngẩng đầu ngắm trăng cả đời này cô đã bao giờ bị mất ngủ, trước đây nơi nào cô cũng có thể ngủ như thường, ngày hôm nay là lần đầu tiên cô bị mất ngủ trong hơn 20 năm qua, tất cả đều do lỗi của tề mặc, cô bị hắn ôm hắn đè thành ra quen mất rồi. Mấy hôm trước ở tề ra mặc dù tề mặc không có ở nhà nhưng trên giường vẫn còn lưu lại mùi hương của hắn nên cô không có cảm giác bất ổn, bây giờ đi nơi khác không ngờ cô chẳng thể chập mắt. Khi nào quay về cô phải tính sổ với Tề Mặc mới được, đều tại hắn cả, Ly Tâm tức đến mức bất giác tung nắm đấm vào không trung, dưới ánh trăng lúc ẩn lúc hiện, Ly Tâm thoáng nhìn thấy bóng người đang leo lên một góc tường của ngôi biệt thự. Ly Tâm im lặng ẩn mình trong bóng tối, chăm chú theo dõi bóng người đó, một tên, hai tên, ba tên, Ly Tâm nhẩm đếm, có tất cả mười mấy tên cô hơi cau mày cho gì vậy cô mới rời khỏi tề mặc tưởng có thể được nghỉ ngơi tử tế sao tự nhiên gặp phải chuyện này đám tú thủy dính dáng đến mấy vụ nguy hiểm từ lúc nào ly tâm đứng im theo dõi kẻ nào có bản lĩnh gây chuyện thì có bản lĩnh dập lửa nghe những lời nói của tiêu vân trước đó ly tâm đoán chuyện này có quan hệ đến anh ta anh ta đúng là người hay gây thị phi nhờ ánh trăng ly tâm nhìn thấy những người ở dưới chân tường đang thận trọng bố trí thứ gì đó nhìn kỹ một chút ly tâm nhăn mặt khi phát hiện ra đó là thuốc nổ đám người vừa đột nhập đang đặt thuốc nổ ly tâm nghiến răng cuộn chặt tay thành nắm đấm tại sao cô đi đâu cũng không được yên thân ly tâm lặng lẽ nhảy sang ban công phòng bên cạnh cô mặc kệ đám ngô sâm và tuấn kỷ cô chỉ muốn nhắc nhở một mình tú thủy ánh trăng chiếu sáng khắp nơi nhưng rất may là ban công phòng ly tâm và phòng tú thủy nằm ở góc khuất ly tâm nhanh chóng từ ban công phòng bên cạnh chuẩn bị bay người sang ban công phòng tú thủy đúng lúc này có một bóng đen leo lên ly tâm liền lặng lẽ theo sau bóng đen đó bóng đen đẩy cửa phòng tú thủy rồi rón rén đi vào bên trong ly tâm do ở khoảng cách gần nên nhìn thấy bóng đen rút ra khẩu súng cô nín thở nhẹ nhàng tiến lại gần bóng đen bịch một tiếng động cực khẽ tú thủy ở trên giường còn chưa bị đánh thức ly tâm đỡ bóng đen vừa bị ngất do cô dùng báng súng đập mạnh vào gáy đặt xuống đất sau đó ly tâm lao đến bên giường tú thủy tay cô bịt miệng tú thủy và nói nhỏ đừng động đậy tú thủy tỉnh giấc vẫn còn chưa kịp phản ứng nghe giọng nói của ly tâm cô thấy nhẹ nhõm hẳn ly tâm kéo tú thủy xuống giường đúng lúc này cửa phòng có tiếng động khẽ và mở ra trong đêm tối ly tâm cau mày liền quay lại đụng vào chúng người tú thủy cô vội vàng bịt miệng và mũi tú thủy một sát thủ có thể biết được người ở trước mặt thức hay ngủ qua hơi thở Kiến thức này tổ chức ăn trộm đã dạy Ly Tâm từ năm cô mới 10 tuổi, bởi vì ngoài việc ăn trộm, bọn cô phải học cách bảo toàn tính mạng từ đám sát thủ được cử đến khi bọn cô thất thủ, một bóng người lặng lẽ đi vào trong, giơ tay của Quạng về vị trí Tú Thủy đang đứng, anh liền kéo Tú Thủy vào lòng. Ly Tâm lập tức giơ khẩu súng trong tay về phía người đó, Tú bóng đen vừa đi vào còn chưa kịp nói hết câu khẩu súng của ly tâm đã chĩa thẳng vào đầu anh ta trong đêm tối chỉ có tiếng đạn lên nòng bóng đen sững sờ anh ta đứng yên không động đậy nghe người đó gọi tên tú thủy ly tâm lập tức buông tay tú thủy đập đập mũi súng vào người ở trước mặt tránh ra vừa nói cô vừa nhanh chóng nhảy xuống dưới thấy ly tâm lên tiếng người đàn ông dường như thở phào nhẹ nhõm đứng tránh người sang một bên nhường đường cho ly tâm đồng thời anh ta bế tú thủy lúc này vẫn chưa định thần và thì thầm tuấn kỷ đang đi tìm cô ly tâm không lên tiếng lặng lẽ đi ra phía cửa ngô sâm ở đằng sau nhanh chóng bước theo cô anh ta hạ thấp giọng nói đi bên này ở đằng sau có người bên này chúng đặt thuốc nổ ly tâm lách người qua khe cửa đi ra ngoài ngô sâm sau một giây sững sờ cũng lập tức đi theo cô ngôi biệt thự không rộng lắm phía trước là bờ biển đằng sau tựa vào núi phía trước có không gian tương đối rộng chính là nơi ly tâm nhìn thấy đối phương gài thuốc nổ còn khu vực hướng về phía núi là nơi ngô sâm nhìn thấy có nhiều người tuy nhiên con người dù đông đến mấy cũng không đáng sợ bằng thuốc nổ tuấn kỷ nếu không thấy tôi anh ta sẽ tự tìm đến đây ngô sâm mới chỉ nói ra hai từ ly tâm lập tức ngắt lời anh ta đây là kiến thức cơ bản cô không đời nào quay lại tìm anh ta nghe ly tâm nói vậy ngô sâm không còn thắc mắc tiếp tục cùng ly tâm đi về phía sau bóng đen ngày một đông bước chân của ly tâm cũng mỗi lúc một nhanh Rơi vào hoàn cảnh này, tốc độ chính là thời gian, chỉ có tranh thủ thời gian, cô mới có cơ hội thoát khỏi nguy hiểm. Bằng một tiếng nổ nhẹ vang lên, bóng đen ở đằng trước đổ vật xuống đất, Tuấn Kỳ xuất hiện trước mặt ba người mà không gây một tiếng động nào. Anh ta hỏi khẽ, "Không sao ổn." Tuấn Kỳ hỏi câu rất đơn giản, Ngô Sâm trả lời còn đơn giản hơn. Ly Tâm tiếp tục đi thẳng, Tuấn Kỷ và Ngô Sâm cũng lập tức bám theo cô, đi bên này, Tiêu Vân đã xuống chuẩn bị rồi. Tuấn Kỳ kéo tay Ly Tâm khi thấy cô đi về phía nhà bếp, thấy Tuấn Kỳ chỉ tay về nhà vệ sinh, Ly Tâm đoán ra nơi đó chắc có một lối đi thông ra ngọn. Núi ở phía sau, cô không do dự lập tức đi theo Tuấn Kỳ, bằng, tiếng súng nổ từ phía trước truyền đến, sau một vài giây im lặng, tiếng súng đột nhiên rồn rập ly tâm bất giác cau mày tiếng súng phát ra từ nơi có tiêu vân đúng là anh chàng đụng đâu hỏng đó cô liền quay người chạy về phía cửa chính đến lúc này ngô sâm không thể tiếp tục bế tú thủy anh ta đặt tú thủy xuống đất một tay nắm chặt bàn tay đang run lẩy bẩy của tú thủy một tay nổ súng về những bóng đen không ngừng xuất hiện ngô sâm kéo tú thủy lao ra cửa chính nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất vừa rồi bọn họ đã quên mất điều này tuấn kỷ do dự trong giây lát rồi tiếp tục lao về nơi có tiêu vân ly tâm còn có ngô sâm đi cùng chứ tiêu vân chỉ có một mình nghe thấy tiếng súng những kẻ đột nhập lập tức biết chúng đã bị phát hiện vì vậy chúng không còn lén lút mà xông cả về nơi phát ra tiếng súng ly tâm đi lom khom sát vào bờ tường trong đêm tối nơi này là góc chết không dễ bị phát hiện. Ba người từ cửa chính sông ra ngoài, tiếng súng ở bên tai mỗi lúc một kịch liệt. Tuy đều là súng giảm thanh nhưng trong đêm tối yên tĩnh, giảm thanh cũng nghe thấy rõ ràng. Thỉnh thoảng có bóng đen ngã xuống trước mũi súng của Ngô Sâm. Ba người vượt ra ngoài cửa chính mà không gặp bất cứ trở ngại lớn nào. Quả nhiên nơi quang minh chính đại chẳng có mấy người chấn thủ, tiếng súng vẫn không ngừng phát ra từ phương hướng có tiêu vân và tuấn kỷ. Ngô Sâm giao tú thủy cho ly tâm, anh ta cất giọng trầm trầm, hãy chăm sóc cô ấy. Nói xong, anh ta liền quay người chạy vào bên trong ngôi biệt thự.